Nhưng mà mục sư sẽ cho cái pháp thí được, thì cho cái sự vô quý thí được, quý tử nghe kịp không? Do đó đó, mình phải biết khai thác những cái gì mình mạnh, mình làm được. Và khi mà mình yếu á, mình làm được á, mình làm ít lại, mà những cái mạnh mình làm nhiều, để mình có cơ hội được nhiều hơn. Quý tử nghe kịp không? Pháp thí là đem lại những gì lợi lạc về mặt tâm linh, gọi là pháp thí. Đem sự là gọi an vui, không kinh sợ, lo sợ, gọi là vô quý. Quý tử nghe kịp ha? Như vậy thì trong cái khắp pháp thí và vô thí thì cho ai? Trong pháp thí vô thí thì cho ai? Cho mình chứ. Chúng ta phải cho mình đó đó, lúc đó đó mình mới cho người khác được. Mà mình cho mình trước, mình cho mình không vô quý thì mình mới cho người ta vô quý. Mà quý tử còn đáng quý, quý tử không có cho vô quý người ta được. Quý tử nghe kìa. Quý tử trong cái trạng thái sợ hãi lo âu và không này, thì làm sao quý tử chắc an được người ta đang hoảng hốt lo sợ. Tự mình hiểu không này? Do đó đó quý tử phải vô quý thí mình trước. Vậy thì trong khi lúc lâm chung mình để ở trong hai cái đó pháp thí và vô quý thí, quý tử phải ở trong hai cái đó khai thác liền, thì cái đó đó quý tử mới trở lại người và trời. Mà nếu mạnh đó thì giải thoát luôn, nên thấy được vô thường khổ ngã đi luôn. Chứ còn quý tử lúc đó đó quý tử nói chứ một đời tôi không có làm gì xả thí gì hết á, trời ơi khổ sợ lắm. Mà khi quý tử khởi lên cái tâm như vậy đó, quý tử đang ở trong cái trạng thái mắc cái vô quý thí. Mà khi quý tử nói cho con nói đó, quý tử không có nói pháp, quý tử đang nói cho phiền thế, là quý tử mắc cái pháp thí cho chính mình. Quý tử nghe kiểu cho chính mình. Do đó đó, những cái người mà tác ý không khéo, mà người khôn ngoan, mà có trí tuệ đó, họ phải biết vận dụng cái đó, phải vận dụng cái đó. Nên quý tử nói ra đó, xin quý tử đang đi cho con đường là tạm thiếu không. Quý tử mắc cái cơ hội mà không pháp thí thì dụng cái thí. Sư đàn thế sư con đi. Dạ, đúng không? Mình phải dùng cái đó. Nên quý tử phải hiểu không? Mình phải đi cái gì mà mình đã có. Quý tử nghe kịp à. Rồi, do đó đó, cái trên trong cái đường tu tập của mình á, trong đời tu tập của mình á, nhân sinh ra phước báo, thì mình phải khai thác cái việc thực hiện nào mình làm được. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Rồi. Nhân chứng như đề mà trì giới, quý tử nhớ đó, trong đường này trì giới. Cái ngài tịnh sự đó, trong phút giây cuối cùng đó, ngài yếu lắm, cái cơ thể ngài hoại diệt hết, bị cơ bệnh ngài bị nhiều cái căn bệnh nặng, cancer nhiều, nó tác hại cơ thể này. Ngài sinh với Chư Tăng, ngài sinh với Chư Tăng, mà Chư Tăng đó là đệ tử ngài, cho ngài trở lại là sa di. Cái ngài không giữ thì khu giới nổi, ngài muốn sửa lại sa di giới, ngài không giữ khu giới. Ngài nói thì khu giới thì giữ không nổi 227 giới. Lúc đó ngài lúc đó đó ngài đã lo đó, nhưng ngài sợ thì không sợ, nhưng ngài lo sợ không trần tròn dạng giới. Thì Chư Tăng á, đệ tử ngài đó không có một vị nào mà đồng ý cho ngài xuống sa di giới hết á. Cứ tự nghe được không? Không, ngài cứ giữ giữ thì khu giới, ngài giữ giữ cái vị trí này đi, tụi con trở niệm với ngài, nhắc nhở cho ngài. Ngài lo thì nghĩ thì buồn đủ thứ hết á. Tại vì sao? Vì khi á, tại không có biết á, mà mình nghĩ tới giới á, cứ tự nghe kịp à, khi mà người này nghĩ tới cái giới á, thì mình mất cái vị trí của mình. Thì tôi phải nhớ cái đó, tôi phải nhớ như vậy. Khi mà tự nghĩ tới cái giới á, thì mới tự mất cái vị trí đang gì. Cái tự đang mất cái đó, phải cẩn thận. Vì đó thì mình nói đó, tôi đang trì giới, tức là cái tự phải nghĩ lần lượt, tôi đang hành động, đang làm việc thiện, đang chạo cái giới cho tôi có được thanh tịnh. Chứ còn mình tự nghĩ tôi giới như tới thì tôi bám cái bên ngoài, mình tôi không giữ cái tâm của mình được an vui. Mình tự nhớ chưa? Do đó cái tác ý mà khôn khéo của mình là tôi đang trì giữ, còn cái giới tôi có bao nhiêu tôi biết. Nhưng tôi nghe kịp không? Còn lúc tới mà tôi tự nhìn cái giới không đó, tôi tự không thấy cái trì của tôi đang có, cái thọ trì của tôi đang có, tôi tự mất hết tất cả đi. Quý tử phải coi mắc mấy cái gì trong đó, lúc đó quý tử trở lại gì? Tham sân si. Quý tử mắc cái chỗ đó đi, chính cái đó đó nó đánh bại cái tâm thức của mình đi, nó làm đo cho cái con người của mình đó không có một vị trí nào để giữ lại. Cũng như vậy, khi ta nói cái việc làm thiện này, làm việc nhiều việc phước báo này, ta làm để cho ta có phước đó, thì quý tử sẽ thấy không, mình muốn diệt cái gì? Muốn diệt cái tham, diệt cái sân,
đi taxi, cái phương tiện đó là cái kỳ giới. Cho nên thì tôi đang đi để tôi diệt cái việc tôi sanh si qua cái thành giới này, qua cái thành giới này. Quý tử phải hiểu, nè, để hiểu là cái đó đó, khi khi mà quý tử không có đề nghị cái đó đó, quý tử cứ bám tôi luôn, cho tôi có bốn giới, tôi còn ba giới, tôi còn hai giới, quý tử cái còn đếm hoài nha. Quý tử thấy lúc đó là quý tử đang bị là gì, si và sanh, quý tử đang bằng toàn nguyện, như đang bị si, đang mê, mà quý tử bắt toàn nguyện là sanh, mang mang lo sợ, lúc đó quý tử đang bị gặp đối diện cái này, hơn nữa quý tử đang nghĩ tới cái những cái giới thì có hay không có. Cái giữ cái tâm, không giữ cái tâm mà mình đang thọ trì tạo cái việc thiện phước này để mình diệt cái tham sân si, thì lúc đó là cái phương pháp để mà làm cái đó là thọ giới. Cái tôi nghe kịp ha, những cái đó là những cái chi tiết, mà những cái đó là những cái tác ý, mà những cái đó là cái từ nơi cái thanh lọc của mình, là từ cái tâm ý của mình. Quý tử phải khô khéo cái gì được cũng được, chứ còn không á, quý tử bị ở trong cái trạng thái bị chi phối bên ngoài không à, và trong khi đó cái tâm mình giữ không được. Quý tử nghe kịp không? Cái chưa? Rồi như vậy đó, thì khi mà chúng ta đi tới cái trạng thái mình trì giới, chúng ta có hai loại đúng không ạ? Cư sĩ và tu sĩ. Ta giữ giới thì cũng giới, cư sĩ ta có năm giới, tám giới. Như vậy thì ta giữ giới hay ta giữ cái tâm? Ta giữ cái tâm qua cái phương pháp có giới, tâm mình an trú, tâm mình an tĩnh, tâm mình an vui, tâm mình bình tĩnh, tâm mình là an lạc để nhìn tới những gì mình cần phải làm. Quý tử nghe kêu, tôi có sắc sanh không? Không có, tôi có sắc sanh, tâm tôi đâu có làm việc sắc sanh. Quý tử nghe kêu, nhưng tôi có nói dối không? Không có, tâm tôi không có làm những điều sai trật đó, tôi chỉ làm những điều gì lương thiện cái tâm thức của tôi thôi. Lúc đó đó quý tử thấy có một cái điểm tựa, quý tử nghe kịp không? Điểm tựa cái đó là trên con đường tôi đi cuối cùng ngày cái tử lâm chung, thì tôi có cái dấu tôi làm được. Còn không á thì cái tưởng sự bị chi phối kinh khủng lắm, mình sợ hãi lắm. Còn từ lúc đó đó cái tưởng không có một điểm tựa, cái tưởng cảm thạo nghe được chưa? Như vậy đó thì khi mà chúng ta đó giữ được giới đó thì cái hay nhất á, như cái hay nhất á là cái người mà người ta cuối cùng mà ngày cuối cùng mà ta thọ giới á, rồi người ta giữ những cái giới gì, những cái giới gì người ta biết. Quý tử nghe kịp không? Sư không nói tới quý tử bây giờ đang còn tỉnh táo, chứ không phải là mũi được, không có thể mà hiểu biết cũng được, giữ giới được. Nhưng mà tới lúc cuối cùng quý tử con lúc mà cận tử rồi đó, ngày ngày quý tử tập trung đó, quý tử mới bắt đầu quý tử phải tìm cái những cái giới mà quý tử biết. Thì quý tử thường thường giữ giới cái gì quý tử thường có? Năm giới. Hả? Năm giới. À, nói nghe hay quá. Rồi ta sẽ hỏi lại mình tự nhớ những gì mình tướng lúc này cận tự lâm chung, cái tự biết của tướng đang có giới tham hả? Không có nghe nói giới tham là đâu, đâu phải nói giới tham đâu, sanh sanh trần cấp là dạng nói giống đủ tự nhiên giới tham sư biết tham tự đâu mấy ông đó tự nói với tự đùa đó sẽ tự nói để mà ngừng để mà chặn bên này ha, bên này mũi giới mình thì giới tham để chi sư lọc cái vô giữa thì trả lời luôn xong rồi tự nói cách nào sư không biết hết á. Sư là giống họ mà đại ưu là đứng thì đứng thì giờ con học sư hả? Như nói là thiền đức mới nói sai hỏi vậy, thiền đức là gì? Cái ta nhắc chứ là thiền đức là thiền trụ, là sư giải cho con. Thiền đức là thiền trụ à? Tại giải. Thiền đức thiền trụ. Do đó đó quý Phật tử sẽ thấy á, để sư nói quý Phật tử phải hiểu là tại vì sư biết quý Phật tử không có chuẩn bị. À, nhưng mà bây giờ là quý Phật tử còn tỉnh táo, cho cái ngày cận tử lâm chung á, khó. À, nè, giờ chúng ta phải tự điều giữ phòng, mình phải giữ phòng để mình sẽ có cái cơ hội để mình phòng ngự được. Như vậy thì sư hỏi tới 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 giờ cuối lập chung á, cái tự biết cái tự giữ giới gì không? Cái tự không có còn cái thế là mình nói được cái giữ giới đó là vì sao? Là gì? Hả? À, quý tử sẽ thấy là như thế, từ từ đang chuyện đó còn đó, xin còn lại đến đây đi tôi lại xin hỏi tới thì quý Phật tử sẽ thấy là khi tôi sẽ hỏi là cái tới ngày cận tử lâm chung á, quý tử biết mình giữ giới gì không, thì quý tử sẽ trả lời là ngũ giới, không tham, không sanh. Quý tử nói gì đó thưa quý Phật tử biết không, mình biết lúc lâm chung mình ở đâu không? Không, quý tử đi ra bên đường xe đụng cái lâm chung rồi, đụng ngát nát bét rồi, đến năm sau mà nói cái chuyện
điểm là mình giữ được rồi xuống giới không đó, bị có thương nghe kịp không? Do đó đó, những cái đó đó làm cho mình phải cẩn thận à, mình không có chủ quan. Cái ngày mà có tự cảnh tự lâm chung giống như ông thân sư với mẹ sư đó thì sư nói gì đó vậy thì sao, bà thân sư sáng nguyện giới, chiều tối nguyện giới, trước khi bà vô giường bà ngủ, lúc nào bà cũng vậy thì bà đi, bà tối bà ngủ bà đi luôn. Ông thân sư cũng vậy, sáng thức dậy đó là tắm rửa là nguyện giới, xong xuôi rồi lên giường nằm cái đi luôn, 5:30 sáng là ông thân sư đi. Cái đó là ông thân sư không có bị gì đó, không có tâm gì mà lo. Ông thân bà thân sư là ngủ mà đi, tắm rửa chuẩn bị xong xuôi là rồi đi. Cho đó là mình biết, còn sư giống như tự chưa biết. Mình phải nói như vậy đó, mình phải phải cẩn thận vậy đó. Thì tới cái lúc mà tới với quý tử phải làm những cái gì mà cần thiết. Lúc đó đó, quý tử chỉ nghĩ tới Phật, Pháp, Tăng. Cái đó là cái điểm tựa cho quý Phật tử thôi. Quý tử đừng có lo sợ, tôi bị đứt giới, như bị tỳ khưu bảo nè, cái tỳ khưu á ông chỉ bám với một đám bụi cỏ trên bờ sông mà ông mang cái đó, ông nói là phạm giới, số cây cây cỏ mà ông ta phạm vô cái giới tiểu giới, mà tới ngày chết á ông thấy những cái cọng cỏ cắt cổ cổng tổng gót xuống gì, gót xuống địa ngục, cái tự nghe kịp không, những cái đó cái tự phải phải cảm thận để nói cho người tự nghe nhớ đó. Thì cái ngày mà cảnh tử lâm chung á, cái ngày đó nó đến cho quý tử đó, quý tử chỉ nghĩ tới gì? Phật, Pháp, Tăng. Nhớ cho xin nha. Là quý tử phải cẩn thận. Chứ còn ngoài ra quý tử ngồi mà tưởng nói chứ chết rồi tôi đếm là xong rồi. Thì đi, đếm xong rồi để mình đi. Dạ, dạ. Thì không có. Có khi người ngựa chạy về ngựa đó. Ngồi như hoàng thế nào. Sư nói tự nghe mình không có. Biết người nào chưa biết người nào sao hết á. Cái tự nghe kịp không? Lá xanh, lá vàng, lá xanh thì có đủ hết. Cái tự nghe kịp không? Có khi lá xanh cũng hụt, lá vàng cũng hụt, mà khi lá vừa xanh vừa vàng cũng hụt, nó đâu có biết được mẹ nè. Thì cô Dù Hoàng có khi nó là tóc bạc, khóc tóc đen sao được. Mẹ nè, tại vì người ta mới vừa nhuộm xong nó có nó đen. Nó không phải hiểu gì hết. Không phải gì hết. Thì cô xanh nữa. Dạ. Ông muốn tìm từ lá xanh. Dạ, thì nói cũng hay lắm. Do đó quý tử phải cẩn thận, tới cái giờ phút đó quý tử phải coi cái này là điểm tính. Giao như sư nhắc nha, tới cuối là quý tử phải coi cái này là điểm chính. Chứ quý tử đừng có chạy lên đi tìm là cái đầu đi. Cái này là muộn lắm, muộn xa lắm, xa mà có thể mà mình có thể là mình bắt không kịp nữa. Quý tử nghe kìa, coi cái tầm, coi cái tầm, coi cái tầm. Nên ngày ai chăng muôn á, khi mà phóng chiến báo chí quốc tế nó tới thì ngày trong rừng, ngày A Chăn Mua ra một vị gọi là thợ đầu đà xuất sắc mà gọi là nổi tiếng bên Thái Lan. Ngày quý quý tử qua tới những cái chùa bên Thái Lan đó, có những cái chùa ngày ở đó mà người ta để tượng ngày đó, quý tử sẽ thấy đó khá kích lắm. Là ngày sống cuộc đời ngày tu á thì vô là ngày ở không mà ngày không ở trong thành thị. Tới cuối đời á, ngày cuối gần chết á, thì số phật tử nó thỉnh đến ngày ra ngày thành phố để mà săn sóc sức khỏe ngài, thì ngài chết thì tại thành phố Bangkok thì ta biết. Nhưng mà lúc mà ngài ở trong rừng già đó thì các phóng viên báo chí được nghe tiếng nó vô hỏi thăm ngài, ngài giữ bao nhiêu giới? Ngài giữ có một giới, giới gì? Giới cái tâm trong sạch. Cái tự nghe kịp không? Giữ cái tâm mình trong sạch. Vậy đó, mà ngài nói như vậy đó, giới tâm trong sạch đó còn. Cái tự nghe kịp không? Cái tự nhớ ha, cái ngài cận tử lâm chung á, bạn hỏi được bao nhiêu giới, bạn nói quý Phật tử sẽ nói tôi thọ cái giới tâm trong sạch, tâm trong sạch. Từng nhớ hả? Từ kèm kịp những đó, từ làm cái chốn từ đi được. Được chưa? Rồi. Ha. Bữa nay xin vợ ôm lại là quý tử ấy nữa. Chứ còn không. Chứ không là lâu lâu cái không ôm là cái chút quá buộc cái giờ. Nghe thấy. Tôi cứ thấy cái kẹp phạt. Dư sư không ôm lên cái ra ngoài kia sẽ rụng rồng một cái là. Tôi đã nói gì nghe. Cái này thì sẽ nói gì sẽ ok. Năm năm vậy chứ cái mặt liền chắc sư khắc thì mà đó. Nghe. Quý tử phải cảm thẳng thôi. Lấy tiếng nghe. Mình không biết được. Nào, năm điều, quý tử nhớ năm điều ta không biết. Lúc nào ta bệnh, không lúc nào ta chết. Chết tại đâu, chết ra sao, vậy ta đi về đâu. Năm điều tôi phải nhớ hoài cái đó, nghe chưa? Rồi, cái thứ hai là ta gọi là trì giới. Chúng ta phải nhớ là thọ trì. Là phương trì cái giới này.
đưa chúng ta được an vui của phước báo, chúng ta nhớ là rồi cái thứ ba chúng ta biết tới gọi là tu tiến, vậy chưa, tu tiến hay là ta gọi là tu tập. Khi ta nói tu tập và tu tiến á thì chúng ta có hai cái rồi nè, chỉ và quán, đúng không, chỉ và quán. Nhưng mà tới cái khi mà chúng ta giữ chỉ và quán á thì chúng ta nói có hai cái cách rồi, là gì, niệm và tỉnh giác, đúng không, chúng ta nói hai cái đó, đó là hai cái này thôi. Chứ là ta chỉ và quán, tức là ta nói hai cái loại duy nhất thôi, niệm và tỉnh giác. Nó cái chỉ và quán là cái danh xưng, tên gọi là banh nhã tý, banh nhã tý tức là ta gọi là những cái gì gọi là chế, chế định, thế gian, tự nghe kịp ha, những cái đó là thế gian. Nhưng mà ta nói cái niệm và tỉnh giác là ta nói những cái gì gọi là siêu lý, đúng chưa. Nếu mà ta nói cái chế định đó thì ta còn ở trong tục đế, đúng chưa. Còn nếu ta nói cái siêu lý là ta nói những cái gì gọi là gì, siêu thế. Vậy thì ta tới cái niệm và tỉnh giác, khi mà ta nói đó, tu tập, quý tử sẽ có hai cái mà quý tử phải tìm ra được. Hai cái quý tử không biết quý tử có chỉ hay không quán, chứ không biết, chứ không biết quý tử có chỉ có quán không. Nhưng mà dù có chỉ hay có quán, quý tử có niệm và tỉnh giác trong mỗi cái phương pháp tu đó không, cái đó là chúng ta nói quý tử nhớ ha. Cái đó đó, khi có nhiều người nói tôi đi hành thiền chỉ, người này tôi mới đi hành thiền quán, nhưng cả hai họ có niệm và tỉnh giác trong hai phương pháp họ đang hành, cái đó không phải là họ đang tu tiến hay họ đang gọi là tu tập, như tự nghe kịp không. Do đó cái đó cũng cẩn thận, và như chiếc xe của cô Tình An không được phép đậu chiều cửa đâu, không được đâu hết sức. Chị Quỳnh trong trường nghe nói là không được đậu tại tại cầu tiền của trò hé của đó, cái tên nghe kịp ha. Do đó không biết là tự sáng hiểu là như này, như vậy thì khi mà cứ tự đi tu tập, cái khi mà cứ tự đang tu tập, cái tự nghe kịp không, thì quý tử có chỉ và quán, quý tử đi hành pháp thiền nào cũng được, pháp thiền chỉ, pháp thiền quán gì cũng được. Nhưng mà ở đây là quý tử coi quý tử có niệm và tỉnh giác rồi, có chánh niệm và tỉnh giác rồi, được chưa? Rồi khi nói tới chánh niệm, quý tử nghe kịp mà, khi mà nói tới chánh niệm và tỉnh giác thì sư cũng nói tiếp nữa là quý tử phải coi mình có cái đối tượng đúng đắn không, có đối tượng đúng chưa, hay là chưa đúng, hay là đối tượng mình có đúng không hay là sai, thì cứ mới có trách nhiệm của tỉnh giác được. Còn nè, do đó thì tới bước cuối nữa, người ta hỏi chứ, tôi có niệm, tôi có tỉnh giác, nghe nói hay quá, nhưng mà họ có cái đối tượng nào đúng, đối tượng họ có đúng không? Cái đó là cái đáng điểm đó nói nữa đó. Đất nào rồi chưa? Rồi khi mà quý tử phải thấy là, tôi có đối tượng rồi, đối tượng gì? Thì lúc đó họ nói ra không đúng, họ nói là đúng. Thì ví dụ như họ nói họ có đối tượng là gì, hơi thở, hẳn là quý vị sẽ nói chứ đối tượng của tâm tôi đó là ngồi thiền á, chỉ thiền quán, tôi luôn theo dõi hơi thở. Họ nói như vậy quý vị nghe, cái chuyện này hay quá, là họ bám sát cái đề tài của họ, họ bám sát cái đề mục của họ, họ bám sát được đối tượng của họ, họ có đối tượng rồi, họ có chỉ, họ có quán. Như thế quý vị nói, quý vị khen cái gì đó, họ mình đưa họ đi tới con đường lọt xuống hố sâu, tội lắm. Tại vì sao? Cái đó không có phải, cái hơi thở nó không phải là cái đối tượng mà đúng, nó chỉ là một cái chỉ định nữa, đó là một cái tục đế nữa. Rồi cái đối tượng đúng hay sai là cái tự sai sai là cái tự thấy tôi có thấy được trong đường hổ đau trong bộ trong con đường tôi là thì từ đó là cái cửa ngõ họ đang đi, là cửa ngõ họ đang đi là gì, họ có chánh kiến trên con đường đi của ba chánh đạo, cái tự nghe kịp không, đó mới gọi là con đường rồi nè, họ tu tiến. Nếu mà họ không có cái đó thì thôi, họ đang gọi là gì, đang thực tập chứ không phải là tu tập, họ đang thực tập thôi, họ đang thực tập dưới những cái bé đầu tiên dở lòng đi tìm cái từ những gì, những cái phương pháp bài học và mà sơ cơ gọi là đơn giản để họ có thể nương tựa đấy được. Do đó người vị thầy phải cảm ứng là con đường tu tập thì thật phước và tâm là chúng ta nghe nói như tu tiếp, người ta có tu chỉ và tu quán, tu chỉ và tu quán thì có đó là chế định thôi, cái đó là hiện thế nói nghe thôi. Nhưng mà phía sau hơn nữa, tôi có chánh niệm và tỉnh giác thì chúng ta cũng nghe nó chánh niệm tỉnh giác họ có siêu lý đó, họ hiểu biết con đường họ phát triển hơn là chuyển quá, mình nhìn từ thôi thì họ có sự thế đó. Nhưng mà đối tượng của họ là cái gì,
Tôi tự làm có đúng hay không? Thì sau đó cho dù họ nói tôi thấy được hơi thở của tôi, thì tôi nghe kìa ta, tôi thấy được hơi thở của tôi, thì cái hơi thở của tôi họ báo cái gì đó đó. Thực sự đó là họ đang có cái sự hiểu biết, ghi nhớ niệm của một cái thực tế. Trong khi mà họ theo được đúng đối tượng đó, thì đối tượng đó không có thể là đồ tồn tại giữa sát na trước, sát na sau, thời gian trước, thời gian sau, phút giây trước, phút giây sau, thì cái đối tượng nó luôn luôn thay đổi trong từng mỗi khoảnh khắc. Và chính cái đó đó mình mới thấy cái đối tượng nó đang ẩn chứa rất đằng sau đó là gì, một cái vô thường, cái khổ, một cái vô ngã. Từ đó mình phát lên tính kiến, mình đi trên con đường bát chánh đạo, mình đi xuyên suốt đi vào trong con đường gì, giác ngộ niết bàn. Quý tử phải cảm tạo. Do đó khi mà quý tử nghe nói chữ tu thiết hay là tu tập thì không phải ta dừng lại trên cái danh từ, không phải dừng lại tìm danh từ, không phải dừng lại một cái phương pháp, không phải dừng lại một cái đối tượng mà ta đang có theo cái sự chỉ dẫn chân nhắc người ta học, không phải theo dõi những cái chuyển tiến của nó. Cho nên là tu tiến, quý tử nghe kịp không? Vì vậy thì tu tiến này đó là ta sửa đổi và tiến bộ, hay là giữ cấp lên. Mà chúng ta không có sửa đổi mà chúng ta không có tiến bộ thì như từng thông thuộc lùn, như từng nghe kìa không? Như ta không sửa đổi những cái cố chấp, những cái chấp thủ, những cái dính mắc của ta lại thì ta thụt lùi. Do đó Phavana, tiếng Bali nó gọi là Phavana, tức là phải vượt lên, tiến lên, và mình phải thay đổi liên tục để mình nắm bắt được những cái trạng thái thế gian luôn luôn là thay đổi thì tự mới bắt được. Nếu mà tự không làm được điều đó đó thì tự đang bị gọi là gì? Thụt lùi trong con đường mà tự đang thân tập chứ chưa gọi là tự tập. Cho tự nghe nghiệp và cái tự phải cẩn thận lắm. Cho đó có nhiều người đó họ có một chiều dài họ tu tập, họ nói họ có một chiều dài tu tập 10 năm, 20 năm nhưng mà cuối cùng lại không dùng được cái gì cả. Quý tự nghe kịp không? Tại vì họ không có cái sự tiến bộ, họ chỉ giữ lại những danh từ. Họ chỉ giữ lại những danh từ, họ giữ lấy những cái gì mà họ đang có trong cái hình thức, và họ không đi tới bám thật sự những cái gì mà họ đang có trên cái sự thay đổi liên tục của đối tượng đó mà họ đang giữ đó là một cái hình thức sai, và không thấy đó là một cái gì để muốn khám cho chính họ. Cái tên nghe kẹp ha, sư nói chậm với tên nghe kẹp không? Bài sư như thế là phải hành đạo. Dạ, hành đạo cái gì? Hành nó thấy những diễn tiến của nó, hành nó thấy những diễn tiến của nó. Tôi tự nghe kẹp ha, được chưa? Do đó khi người ta nói là đó là cái phương pháp thứ ba trên con đường mà tạo ra phước báo. Phước báo là gì? Nhân, niên, giải thoát. Thì tự nhớ ha, được chưa? Rồi, chúng ta đi qua cái phương pháp thứ tư. Cái này nó là suy nghĩ rồi, tôi cũng biết hết rồi không nè? Dạ. Cái này cũng giải thoát gì đâu. Tôi giải thoát. Nói chưa nó kỹ, chưa nó rõ. Chưa nó rõ. Chúng ta nghe chút chút thèm lần ha, chúng ta nghe kẹp qua. Rồi, chúng ta nói chỉ cung kính á, hay là chúng ta nói chỉ cung tôn kính á, cung kính, tôn kính, cung kính á. Chúng ta có bốn hạng người chúng ta cung kính đúng không nè? Thứ nhất đó là hạng gì? Là ông bà cha mẹ đúng không nè? Ông bà cha mẹ. Rồi, chúng ta ghi xuống ông bà cha mẹ. Cái thứ hai nữa là gì? Là vua quan đúng không? À, vua quan. Thứ ba nữa là gì? Thầy. Thầy giáo thọ đúng không? Các vị thầy giáo thọ. Rồi thứ tư nữa là gì? Các bậc có giới, giới đức. Những bậc thì là trưởng lão có giới đức đúng không? Những cái bậc trưởng lão cao niên lớn tuổi có giới đức. Rồi ta cho nó bốn hạng người ta cung kính, được chưa? Rồi như vậy thì ta coi cái tiểu bốn hạng người mà ta chung cung kính đó, thì chúng ta ở đó chúng ta tu tập cái đó để mà ta làm cái phúc báo. Phúc báo gì? Chứ tự nghe kiểu không? Phước báo diệt cái si, phước báo diệt si, phước báo diệt ngã, ngã mạng, phước báo diệt cái tham, tham, phước báo diệt cái sang, tham, thì lúc đó người ta thấy cái ngã mạng. Con cha nhà có phúc, ông bà người ta nói con cha nhà có phúc, do đó thì cái đứa con nó hơn người cha, người mẹ đã nói nó lớn rồi đó. Cha mẹ nó không cần cung kính nữa, mà cha mẹ phải học là nó nữa. Cái tình nghe kèm đó, ngày hôm nay nó có hiện tượng đó. Mà xưa kia có không? Có chứ có. Chứ đừng nói ngày hôm nay thời đại văn minh là con cha nhà có phúc là người nói gì đâu. Nếu như quý tử theo, cha làm nông dân, con học tổ đạo làm quan huyện, phải không nào?
Di Vi bái tổ vậy là vua quan cấp quân cấp dinh dinh thự là thì lúc đó thì thấy cái sự mà cái cung kính cha mẹ đó, cung kính ông bà cha mẹ đó, nó thay đổi theo thời gian hết đó, thay đổi theo thời gian hay là tâm của con người đó thay đổi cái tự nghe kịp không? Tâm của người người ta thay đổi do đó đó mình đang làm gì phải thay đổi tâm ta từ xấu ra tốt cái tự nghe kịp nếu tự không thể nào bỏ mất cái gốc của cái chữ phước là gì những cái gì làm thay đổi tâm ta từ xấu ra tốt gọi là phước báo. Như vậy thì khi mà quý tử muốn cung kính cha mẹ ông bà đó là quý tử phải thay đổi cái tâm quý tử là đang còn là si mê, đang còn ngã mạn không cao, hay là quý tử đang còn là tham đắm vô cái vị trí tự ái cao kẹt cao cả của mình đó, quý tử không còn nghĩ tới cái trạng thái gì cung kính ông bà cha mẹ của mình. Quý tử nghe kịp ha, có cái đó là cái gốc cơ chứ rồi không có đâu, không có cung kính vô hoàng. Hồi xưa ta coi cung kính vô hoàng hay là những người mà to có đời sống an vui và trong đất nước mình đang sống đó thì mình phải có trạng thái cung kính cái vị đó để người ta bỏ tâm trí và lo cho mình. Rồi cái thứ ba là các vị thầy, các vị giáo thọ là cái vị người mình chỉ dẫn cho con mình con đường đạo đức, tu tập con đường an vui, vậy này mình cung kính vị đó. Nhưng mà hay là cái vị giáo đức trưởng lão mình cũng không có, mình không có để ý tới. Như vậy thì ở đây là nó nói theo thế gian, cái từ nói theo thế gian đó là cái này là 1, đây là 2, đây là 3, đó là 4. Mình nói theo đạo á, cái này là 1, cái này là 2, cái này là 3, cái này là 4. Cái này nhớ vậy đó, nhớ hả? Cái này phải theo cái đó, phải chịu chịu được. Rồi, là thế gian á, thì nó đi theo chuyện này. Còn đạo á, nó đi chuyện ngược lại, cứ tự nghe kịp ha. Rồi chưa? Rồi, như vậy thì khi mà cứ tự cung kính á, là cứ tự đang tỏ lòng cung kính cho một cái vị đó. Hay là chúng ta đang nhìn cái tâm ngã mạn của mình. Phải không nào? Cái tự nghe kịp không? Cái tự mình đang nhìn cái tâm ngã mạn của mình. Hay là mình đã bỏ lòng cung kính để được là khen ngợi. Hay là mình được là có đức hạnh, có đức độ. Hai cái đó chưa coi cái tâm của mình. Cái tự nghe kịp chưa? Chứ đừng có đưa qua những cái hình là bên ngoài. Cái tâm của quân tử đó mới gạt cái đó, quân tử có cái tâm cái đó, quân tử không làm được, bác cung kính được, tại vì tâm quân tử đang bị che, quân tử nghe kịp à, được chưa? Như vậy thì cung kính này đáng cho ta làm hay không? Quân tử đáng cho ta làm không? Quân tử nhìn lên góc độ, quân tử nhìn lên góc độ này nè, khi mà quân tử tu tập á, lên tới bậc A La Hán á, thì vẫn có việc si được, mình vô minh, đúng không? Mà khi mà tu tập á, lên A La Hán á, là mới diệt được cái mạng được á, đúng không nè? Mà tu tập mà lên A La Hán á, mới diệt được ái dục á. Không biết thầy thấy đó, khi mà tu tập pháp của các phục kính á, thì quý tử sẽ thấy đó, đó ba cái pháp kia đó là chỉ là một cái hình tượng. Quý tử nghe kịp không? Những cái pháp này là những cái hình tượng để mà chúng ta nắm tới pháp cái này. À, quý tử phải hiểu nè. Dùng cái này để mà chúng ta bắt cái này, dùng cái này để chúng ta bắt cái này, chứ không phải tôi làm cái này để tôi được khen ở trong đời, tôi ở là trong đời không cần khen, tôi tự kịp không nè, thấy chưa? Tôi phải hiểu như vậy đó. Nếu mà tôi không hiểu được cái đó tôi tự không có cơ hội, nên là không có phương pháp để mà thanh lọc cái tâm của mình được. Tôi tự nghe kịp không? Thì cái đó là một cái cơ hội, một cái điều kiện mình có dịp. Mình có cái gì để mình thanh lọc cái tâm của mình. Chứ còn không đó, thì mình không có dịp để mình coi được cái tâm của mình. Còn mình không có gột rửa, mình sửa đổi được cái tâm mình đó. Thế cứ như là mình không có lau chùi rửa cái tâm thức mình. Cái tự nghe kiểu mà khi mà tôi đụng với một người này với người kia, người này với người kia, hai người gặp nhau, cái tự nghe kiểu không? Cái tự nhìn thấy cái tâm mình liền à. Cái tự nghe kiểu không? Lúc đó cái tâm mình thiện hay là tâm mình bất thiện, tâm mình cống cao ngã mạn hay tâm mình gọi là khiêm cung, gọi là lễ độ, lễ phép hay nhã nhặn, mình nhìn căn được thấy liền nè, cứ tự nghe kịp không? Chứ đừng có để qua những hình thức này nó có thấy cái tâm mình là người khiêm cung lễ độ, mà những cái đó ở đây nó ngấm ngầm, nó ẩn tàng trong từng khi tâm thức của mình khi mà mình chưa có nhìn thấy nó. Tại vì sao? Mình chưa thấy cái đối tượng nào đến để mình bộc lộ cái tâm mình ra. Cứ tự nghe kịp không?
khi mà đến đụng một người vô đó mình mới bộc lộ cái tâm mình ra. Chẳng hạn quý tử sẽ thấy khi mà tự đi vô trong cái chợ, chị quý tử mua bán xong mua tất cả dần dần dụng quý tử cảm thấy ra cái cô cashier làm quý tử khó chịu, quý tử nói chứ thấy mình thấy ghét à. Quý tử thấy cái cô đó ghét hay là quý tử thấy cái tâm mình chưa rửa sạch cái tâm mình đó còn đang ghét à, quý tử thấy hết nè đó, quý tử thấy không, quý tử vô cái chợ vô cái tiệm hàng quý tử thấy nên mấy ngày nay sẽ coi cái tâm sẽ dữ lắm. Quý tử thấy không nè, đó đó quý tử thấy dễ dàng. Quý tử vô trong cái chợ đó quý tử thấy toàn cái xấu đó nè. Vô cái chợ quý tử thấy là tâm mình thấy ghét, hay là tâm mình thấy ghét. Để tôi nghe kịp không? Đó. Thế thương thì không sao hả sư? Thế thương thì không sao? Thế thương thì nó không phải thế thương. Người ta thấy ghét thì nó thấy thương. Có gì mà thương chiều không à? Quý tử nghe kịp không? Cái đó, thấy không? Tôi làm xong pháp cung kính rồi, nhưng mà không phải, cái đó là một cái
diệt cái tâm xấu của mình. Cho tôi nghe kẹp không? Cho đó nó thật phúc thành tâm, ý nghĩa nó là như vậy đó. Cho tôi nghe kẹp không? Rồi, cái thứ năm á, thứ tư á, phải không nè, là phụng hành, hay ta gọi là phụng thị, là văn lợi theo. Phải không nè, là văn lợi theo, có là cung kính, thì phải văn lời thực hiện theo. Đây là cung kính bất cái phụng mệnh á, quý tỉnh nghe kẹp không? Văn lời theo, cũng vậy, văn lời theo ai? Văn lời theo bốn hàng người trên, quý tỉnh nghe văn lời theo bốn hàng trên. Để diễn cái tâm của mình là gì? Cống cao ngã mạn, quý tự nghe kịp không? Quý tự nhìn thấy có hai cái đối chiếu làm cho quý tự phải khó xử đó. Quý tự là cha là mẹ, mình dạy đứa con mà nó không nghe mình, nó nói con nó vô lễ với mình, quý tự sẽ nói câu nói dễ dàng đó. Mẹ dạy con, ba dạy con mà không nghe rồi, cũng cứng đầu cứng cổ, cũng ngoan cố ra cứng mình, cái mình cứ nói là con nó không nghe là mình nó là nó vô lễ. Cái tự nghe kịp không? Nhưng mà lúc đó cái tâm của mình á đang ở trong cái trạng thái gì? Ở trong cái trạng thái là bắt đầu nguyện là sanh, mà góc đầu nữa là gì? Là si nó mình khởi lên nó sanh, khó chịu, bất bội, bất đoàn nguyện. Rồi, như vậy thì khi mà mình nói cái trạng thái mà mình nói là dứt lời, thì cái tự sẽ thấy á, là giữa mình và nó, giữa cha và con đang có cái trạng thái nghe lời và không nghe lời, đúng không? Thì xin nói và tự nghe ha. Bắt đầu ta sẽ thử tìm ra cái tay coi như sao nha. Giữa cha và con đúng không? Thì con đúng không nè. Rồi bên người cha dạy, con phải nghe lời đúng không? Đúng không? Tôi tự nói á, bên người cha dạy, con phải nghe lời. Mà nếu mà cha dạy mà con không nghe, tự nói là gì? Bác hiếu đúng không? Bác hiếu vô lại đúng không? Cái tự cho nó một số chàng ngôn ngữ đổ xuống đầu nó liền, ha, trong một chàng số ngôn ngữ đầu nó có, còn bao nhiêu kiến thức của tự học đó lâu nay cũng được nói đổ xuống đầu nó liền, đúng không? Trong khi đâu có ngừng đâu, tại vì tôi đang là người cha người mẹ mà, nó nghe lời cái đầu nó liền, phải không? Nhưng mà quý tử nếu đứng cái góc độ mà của nhà Phật thì cái này là gì? Nhân quả, nhân quả, nhìn thấy quả hiểu được nhân. Đó có thể nhân mất thì lại ba tờ lại sần đi sần. Đó mình lại nhìn nó bị như cái đó, chứ không có nói cái đó. Sư không có nói cái đó, nói cái đó thì nó không nên. Ta phải nào mà dịch áo mà đưa thẹo được. Với tính nghe kịp không? Xấu thì phải che. Tốt tựa thì khoe. Nhưng mà khổ là gì? Những đứa con nó làm cho mình, nó ra cho mình hết à. Người ta nghe kẹp không? Cho đó nó mới tự sẽ thấy á, khi mà mình dạy á, là nhân, con phải nghe là quả của cách con phải dạy. Cho đó thì khi dạy nó nghe lời, và dạy không nghe lời, nó vô lễ, mình bắt là mình nói nó vô lễ, bắt hiếu, bắt nghĩa, bắt thì đủ thứ đó. Nhưng mình quên góc độ là gì? Nhân quả, tương quả. Quý tử phải cảm ơn cái thằng cái đó. Cha dạy được con hút sách. À, hay quá ạ. Cái câu nào cũng có chú giải trong đó hết. Xe xóa nó lóc rồi. Quá. Lóc thì gọi là nhà chú giải không. Là cái phụng thị này á, là quý tử phải nhìn cái góc độ là gì? Nhân quả. Quý tử từng phải nhìn cái xa nữa. Quý tử nhìn cái góc độ là nhân quả, cũng như quý tử nhìn cái tu tiến, quý tử nhìn chỉ quá không đúng, quý tử nhìn nhìn tỉnh giác chưa đúng, quý tử tìm cái đối tượng đúng hay sai cũng chưa đúng. Quý tử làm sao quý tử thấy được như thường khổ vô ngã, đó là quý tử tu tiến, phát triển con đường tánh kiến, đi vào con đường bát chánh đạo, từ đến các loại giải thoát. Cũng như vậy, khi quý tử đi lên con đường mà cung kính ông bà, cha mẹ hết, quý tử không phải đi tới đường đỏ này. Quý tử đi phải tới góc độ gì? Phải diệt si nghĩa mạn hay là tham, thành lạc nghĩa mạn. Còn nếu ta nói tới cái vấn đề phụng thị, nhân lời theo đó, thực hiện theo đó, tự quý tử góc độ là gì nha? Nhân quả, tương quan. Quý tử phải đi qua cái góc độ nhân quả, tương quan. Cái đó có nhân á, thì có quả. Mình nhân mà không có đó thì quả mình trong đời không có, có cách quả gì mình muốn đợi đâu. Quý tử nghe kịp không? Không có nó đến người ta nghĩ gì đâu. Do đó thì ở đây thì ta sẽ thấy là cái pháp tu tập của ta
ta gặp cái nhân lời. Nhân lời đó là tiền cái gì? Gieo nhân. Cái tôi nghe kịp không? Cái tôi muốn nghe người ta nhắc lời cũng phải theo cái nhân. Và cái tôi muốn đón nhận được sự nhân lời, cái tôi cũng phải theo cái nhân. Và bây giờ tôi đang làm cái chuyện nhắc lời trong 4 lời này thì cái quả đó nó sẽ đến y như vậy. Tôi đã tạo ra nhân rồi. Tôi nghe kịp không? Chứ không có lo cái chuyện có thì hành không có. Cái tôi muốn có mà cái tôi không có hạt giống, tôi mới là nguyên nhân. Cái tôi muốn có để gặp hái hái cháu chỗ nào cái hái, cái tôi hái của người khác. Do đó đó cái tôi sẽ thấy cái chuyện bất hiếu vô lễ là cái tôi lấy kiến thức của người khác mà tôi được nghe. Cái tôi nghe hồi nhỏ tới lớn tôi được nghe cái đó, rồi tôi lấy cái đó mà tôi bắt đầu ép xuống cái tôi còn mình bất hiếu vô lễ. Nhưng mà trong khi đó mình không có lễ với hiếu. Cái tôi nghe kịp không? Kịp chưa? Do đó quý vị ta cảnh cảnh nặng lắm. Đấy, cảnh nặng lắm. Cái chữ này đó là của mình thì nó sẽ có, đúng không nào? Mà của người cho mình có kiến thức này đó thì mình sẽ không có cái điều đó. Của mình thì mình sẽ có. Còn cái người khác cho mình đó, cái kiến thức này á, à, nếu mà con của chị mà nó nghe là chị cứ mắng nó thì nó là bất hiếu, chị cứ chửi nó thì nó là vô lễ. Mà người ta cho mình thì mình không có. Tôi nghe kè mà rõ ràng. Tôi hiểu không? Vì vậy tôi tự lấy của mình hay của người? Hả? Rồi em ngu nữa rồi. Hả? Tôi tự lấy của mình hay lấy của người? Không có cái ta lấy gì của mình. À không có ta. Tôi cái ngã. Sao quá. Tại vì thay trả lời mình á, cái sư nói nữa mình còn đã mà. Sư không có dám nói đâu, tôi còn lo. Sư chỉ nghe và nghe thôi. Cũng có hiểu không? Dạ, sư không dám nói một tiếng nói nào. Nghe. Thì ngày nay nó gọi là không dám nói tiếng order nào. Order. Nếu mà có order thì nó có qua cát. Do đó cái tự sẽ thấy của mình á thì sẽ có, mà của người mà cho mình á, người cho mình những kiến thức này đó thì mình sẽ không có. Đừng có lo, mình cứ coi lại của mình đó, tự nghe kịp ha. Nên nó cái gì là mình tự nhìn có cái phụng thị này, nhân lời này á, là mình tự nhìn có cái độ nhân quả mình mà có thì nó sẽ có, còn mình không có thì mình trông đợi của người khác cho mình đó, để mình nói người khác để mình nghe được những điều mình nói đó thì mình sẽ không có. Cái tự nhiên gì ha, rồi chưa, rồi nếu mà cái tự nhìn ra được cái đó đó thì lúc đó cái tự mới diệt được cái tâm ngã mạn của mình, cái tâm ngã mạn của mình cái tự sẽ diệt được. Cái tự nghe kịp không, thì lúc đó cái tự sẽ khơi cái tâm của mình đòi hỏi người ta phải vâng lời mình, cũng thị của mình phải thực hiện theo mình đó. Thì lúc đó mình coi cái tâm mình đã có cái tâm cả mạng này hay không, hay là pháp mình không có mà đầu người ta có cho mình, thì cứ tự sẽ thấy cái điều đó. Tự nghe kịp ha. Hiểu chứ nè, hiểu không? Đấy, thành gác hiểu mà nghe chưa? Rõ. Hiểu cái thẳng hiểu được. Dạ hiểu cái thẳng hiểu được. Nó làm cái hiểu được rồi. Đấy chưa? Rồi, cái phụng thị nhân lời nó đi kết qua thì cung kính, cung kính chúng ta tìm ra được. Như vậy thì người ta có nhân thì ta có quả. Một phần người mà cho ta cái nhân của họ mà họ muốn mình được có quả giống như họ đó thì thôi mình đừng có đón cái đó. Đừng đón cái đó. Đón nó mình xem một cảm tự ti mình đó, mình buồn thêm hai nữa. Con mình nó mình dạy nó không được, mình đưa người ta cho mình kiến thức, mình cho nó mình thấy người ta được quá mà nó không được hưởng nó mình thấy buồn thêm buồn. Quý tử nghe kịp không? Thì đó đó, hai cái điều đó đó nó không có đến với cái người gọi là đang tu tập để gì? Tạo ra phước báo, sửa tâm ta từ xấu càng tốt. Thưa sư, nếu mà mình không nghe thì như vậy là mình đâu có gần các bậc thiện trí thức. Cái nghe bậc thiện trí thức à? Nghe bằng tiếng trí thức để mình hành theo bằng tiếng thức, chứ mình không được thấy của bằng tiếng thức có, mình muốn mình có chứ bằng tiếng trí thức. Sư nói là đừng có nghe người ta. Không phải, sư nói với quý tử chắc nghe rồi. Nên là đừng có nghe những gì người ta nói, tôi có thì chị không có vậy đó, mình đừng nghĩ vậy. Ừ.
mình phải coi cái gì họ có, mình phải làm theo được như họ có đó, thì mình sẽ được có như họ đang có, họ nói rằng mình nghe được như thế đó. Đừng nói thật sự nói nữa. Đừng nghe kệ em hả? Phải nghe kệ tôi. Đừng nghe kệ Phật. Chứ đừng có nghe cái kiểu người ta đang có, mà mình nghe những cái họ đang có, mà họ đã làm những điều có của họ đã có đó. Mình coi là mình có hay không, thì mình đừng nghe những điều đó, mình so là mình biết. Cứ tự nghe kèm anh, chứ còn không á, thì cứ tự xin đứng trong cái trạng thái. Dạ, dạ tôi phá đầy đủ, mình cứ đi dạ, mình sẽ dạ. Xong xuôi hết trên rồi, chúng đi. Đóng hết trên xong hết rồi hả? Dạ, như là đưa xe gỗ lên đắp hết xong rồi. Dạ, đâu hết rồi, dạ. Dạ, lọt dạ. Ấy còn, dạ. Còn chắc may nó mới lọt. Dạ, bây giờ mình tháo xuống lại đi. Mình đã xuống lại, mình bơm cái chỗ lên. Dạ, dạ có chung là có anh Khánh nói vậy. Bây giờ chú Khánh nói, lúc nào chú Khánh nói một chiều sẽ không hành. Để chúng ta hỏi. Để chẳng. Hỏi không có nói, chú Khánh sẽ đâu. Dạ, đó là không biết. Wow, đẹp. Quyết là tình yêu. Dạ, hả? Đâm ra. Chúng ta hiểu không nè, đó thành ra đó những cái pháp đó mình nhìn thấy pháp, giờ đó khi mình nhìn thấy pháp mình thấy rõ không? Bây giờ thấy nãy giờ xin nói pháp thì mình thấy rõ không? Bây giờ thấy rõ không? Như vậy thì mình nói rõ được đó, mình thấy rõ được đó, bây giờ sẽ nói được phải không nè? Đó và cái thứ sáu gì thì thiếu pháp, thấy chưa? Như vậy thì pháp đó đâu có cần phải là pháp sư đâu, bây giờ nghe kịp không? Cái tên đâu cần phải pháp sư, ở đây cũng điều nào là pháp sư chưa? Thầy có phụ năm nè. Phụ năm pháp sư. Sư nghe sẽ lạnh lùng với chân trái. Sư sống luôn đó. Hả? Sư hỏi thiệt đó, quý tử nghe nè, nghiêm túc nè, quý tử nghe nè. Ở đây có điều nào là pháp sư chưa? Có, pháp sư rồi. Hả? Tên đừng có pháp sư. Ở trên lớp này nè, lớp quý tử này nè, lớp quý tử này có người nào làm pháp sư chưa? Người nào cũng làm pháp sư chứ. Trời ơi, pháp sư hả? Người nào làm pháp sư hả? Cầm nhiếp hả? Cầm nhiếp thương cái tài hết rồi. Bỏ nhiếp xuống luôn, thấy hả? Người nào cũng làm pháp sư hả? Thầy quay luôn hả? Cái này là con của pháp sư. Con của pháp sư. Con pháp sư hả? Dạ, pháp sư có con hả? Thầy sư phụ đi thử. Thầy sư phụ với sư tử. Là pháp tử. Pháp sư nên quý Phật tử nói nè, pháp sư tử đang còn cái ghế này nè chú Khánh, dạ những cái khách còn cái ghế này nè, dạ tôi nói để Obama mà không biết đó nha, không biết nha, mình tự nghiệm không à, cái quý tử ở đây á, quý tử ở đây á, quý tử sẽ nói quý tử không ai là pháp sư hết á, mẹ em nè. Nhưng mà khi mà cứ tự thấy người ta nói phá không đúng, cái tự sổ chàng 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 không à. Lúc đó cái tự nói chứ ông này nói đúng, bà này không có đại, cái bà này không hiểu hết trơn, nói gì chắc lắm cái trình. Cái tự nói đúng, cái tự có nói. Còn rồi, pháp sư rồi. Hay thế không? Bây giờ sư quý tử ngày nào quý tử đem đi đến một cái pháp, một cái hành động, một cái đạo tràng, một cái pháp chú. Người ta đang thuyết pháp, còn quý tử nghe quý tử có nhận xét cái này nó đúng, cái nó sai, mình nó thấy sâu, mình nó thấy cạn, mình nó hay luôn. Bây giờ không quý tử có nói được không? Quý tử có nhận xét đó không? Nghe. Tại sao quý tử nhận xét được? Nghe để bộ. Để trong tâm. Để trong tâm, nếu mà tính cũng được. Để trong tâm đi nữa. Tức là quý tử có so sánh. Có mà khi mà có so sánh là mình có một cái label là mình so sánh chứ. Bây giờ như sư thì chút quá. Bây giờ lớp giờ điện không biết trên cái giờ nó nói ông thầy này ông này là kỹ sư điện giỏi, trong kỹ sư điện giỏi ít ra sư cũng phải biết cái điện. Sư mới nói được. Còn sư không chút quá, sư không biết là thì ông muốn thì qua mắt thở hay muốn mà thiền mà cũng mình không biết hết trơn à. Cứ tưởng nghe kèm không? Giờ sẽ trở lại vấn đề mà thuyết pháp. Trở lại vấn đề thuyết pháp. Quý tử mà quý tử không có cái trình độ Phật pháp hay là có kiến thức về Phật pháp á, quý tử có dám nói rằng là Phật pháp này pháp kia đúng pháp sai cũng dở thấp cũng cao khắp dường thầy cũng dở hay, quý tử có dám nói được đó không? Không dám nói à? Vô ngồi nghe hồi nhỏ đó, hồi 3 tuổi 4 tuổi đó, rồi mẹ sẽ dắt sẽ đi chùa đó, thì vô tụng kinh thôi à, mà mấy thầy hỏi á, con vô chùa nghe pháp rồi, rồi mấy thầy giảng mấy con hiểu, xin trả lời con không hiểu. Mẹ tôi nghe chứ sẽ nói chứ đi học mẹ xuống má mẹ sẽ hỏi đi chùa con đi rồi đi vô tụng rồi tới hết giờ tụng cái tới giờ nghe thuyết pháp
ở chùa Xá Lợi đó, à, sáng vậy đó tụng 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 xong cái tới giờ chuyển pháp, 8 giờ nghe chuyển pháp, 7 giờ tụng, 8 giờ chuyển pháp, 9 giờ về. Cho nên cái ông thầy xuống hỏi thấy ngủ ngoan lắm, hả? Nhỏ xíu đi, nhỏ xíu đi, mỗi ngày nhật là đi mang giả khắp nơi đủ thứ hết trơn, cái vấn đề thì xuống đi không đó, đi theo người con quay lê của mẹ đi mà, rồi vô cái xong hỏi con nghe pháp có hiểu không? Chứ chứ mày nói thật á, chứ đâu có nói là nhà thầy hiểu hay đúng, con nghe con hiểu quá đó. Không, bà không hiểu trên nè, con nãy giờ con làm nhiệm vụ thế là nãy thầy giảng con ngủ, tại vì lúc đó là thầy giảng nghe hay quá ngủ em tài đó, em tài đó, cái mẹ mẹ sẽ nói chứ sao con nói gì tiền lắm, tụi nói vậy nhưng là mẹ con nói thiệt mà, sẽ nói thiệt mà, con đi ngủ thầy giảng hay quá vậy không biết con ngủ thế đâu, còn cái là con biết rồi, lúc nào con biết, lúc mẹ con kêu về con biết thì nói vậy thôi à, chứ đâu có biết nè. Cái đó từ đó thì những cái đó là sư không có biết pháp rồi đó, mà sư biết pháp sư không có nói pháp được. Tại vì khi mà người ta hỏi mình biết pháp nó hay không thì quý tôi nói hay, hay chỗ nào quý tôi nói ra chỗ đó, thì quý tôi đang nói biết pháp, đang nói biết pháp đó. Còn quý tôi nói không hay là quý tôi không biết pháp, hay là quý tôi không thấy pháp nào mà đã đáng để quý tôi nói được đó, thì quý tôi nói ra không được đó, quý tôi nói không hay, quý tôi nghe kịp không đó đó. Vậy thì sư trở lại ở đây quý tử có là pháp sư chưa? Có sư pháp. Thì tử thấy không nè, quý tử có cái máu, có cái kiến thức trong tử ở trong người mình, chỉ pháp mới đi nghe pháp, chứ còn không có nha là không có đi nghe pháp đâu. Sư nói thiệt đó, quý tử nghe. Quý tử không có cái chủng tử, không có máu mà trong người mà pháp đó nha. Quý tử không có đi nghe pháp đâu. Không phải ta buồn ngủ. Không có đi nghe pháp đâu. Không có tiếng pháp, không nghe pháp đâu. Quý tử có, mà quý tử không có dám nghĩ tới hay là ngại hay là không có dám nghĩ là mình có đó. Mình nói mình không có phải là tiếng pháp được. Để quý tử nghe kìa mà. Rồi, ví dụ thì quý tử thấy, một khi mà vừa mới thấy người đó, gần 2 ngày sau quý tử nghe tin người đó chết, thì quý tử sẽ nói là gì? Vô thừa. Hồi xưa nó Bồ Tát mà tìm được cái chữ vô thừa cái là vô miệng con giả xoa của nó. Nó có tự thấy không à? Đó, nó có tự thấy không à? Mới gặp nay 2 ngày sau thấy họ mắt rồi. Kêu mới tự nói chết trời rồi, thế gian là vô thừa thiệt nha. Mới thấy đầy mặt tiêu rồi. Vô thừa là pháp, mà pháp có pháp cao siêu đó. Pháp là pháp giúp bàn đó, làm vô thường đó. Vô thường khổ vô ngã là pháp giúp bàn. Còn cái pháp mà đối tượng đúng hay sai, pháp niệm tỉnh giác là mình nói siêu lý thì nữa, hay là chế định, hay là tự đế, hay là siêu thế thì nữa. Mà chưa thấy vô thường có đau vô ngã là chưa có cao đó. Chưa đó, nói pháp tùng thường không đó. Cái tự nghe kìa. Cái tự nó thẳng vô giúp bàn. Nó thẳng vô là vô thường khổ đau vô ngã giúp bàn. Là quý tử mới nói là cái pháp đó là cao đến mức là mức cuối cùng rồi đó. Còn quý tử nói chứ tu thiện đi, tìm phước báo đi, quý tử nói cái đó là nói trong thông thường thôi, không có đến sâu đâu. Mình sẽ nghe kịp không? Do đó thì ở đây sư hỏi lại là quý tử nói pháp được không? Được. Con cũng dám gã mạng. Rồi hai vị vô lão tiến hành vô. Rồi cái cô Nguyễn Thiện đâu rồi? Cô Nguyễn Thiện là mình nói những lời với mình tự nhớ thuyết pháp á, là mình nói những lời chân thật, những lời chân thật nha. Tôi tưởng thuyết pháp là chúng ta nói những lời chân thật, không sai lỗi, không có sai lỗi,
không có vi phạm lỗi. Nếu mà nói mà nó sai lỗi đó là không phải là thuyết pháp, phải chưa? Rồi nói những lời gì là cao siêu, sai lỗi à, không sai lỗi, tức là không có sai lỗi, không có phạm lỗi lầm á, tức là mình nói mình có phạm lỗi lầm á, làm cho người ta hiểu lầm hay là người ta làm những lỗi lầm á, thì là thuyết pháp làm cho ta được nghe những lời nói cao siêu. Đây nè, rồi ý thức giác ngộ, làm cho ta ý thức được giác ngộ, tức là chúng ta nói pháp. Như vậy thì ví dụ như quý tử thấy nè, người ta nấu món ăn, hay là quý tử biết nấu món ăn, thì người ta tới ta học quý tử cách nấu món ăn, quý tử đang nói pháp cho người ta nghe. Cái pháp đó pháp tục đế, pháp hiện thế, pháp ở trong đời, quý tử cũng nói được gì nè. Quý tử chỉ người ta cách lái xe, quý tử biết lái xe, quý tử chỉ người ta cách lái xe, quý tử đang nói pháp cho người ta nghe, phải không nè? Đó là cái điều đó là pháp nói chuyện thật. Còn là người ta có, người ta nói tiền thật, người ta làm người ta không bị phạm lỗi lầm hay là sai lỗi, người ta làm cho con người ta nó cao siêu lên chứ không có thấp hèn, thấp tiêu liệt xuống. Mà cái cuối cùng là gì? Làm cho người ta ý thức được giác ngộ, hiểu không nè? Chứ người ta nói chứ, à, đừng có trầm cấp nha, tụ lắm. Cái câu nói đó là người ta nó cao siêu. Đầu tiên là người ta không biết là đẳng cấp hay chọn, nhưng mà người ta mà nói đừng cấp tụ lắm thì người ta qua khỏi cái giai đoạn là thấp hèn, người ta được là gì? Chỉ cao siêu. Cao hơn nữa đó là gì? Người ta giác ngộ là cái gì? Những cái lỗi lầm của họ xưa nay họ từng biết, thì người ta biết, người ta thức tỉnh, người ta giác ngộ, rồi người ta làm những điều lợi ích cho họ đó. Rồi quý tử nói thuyết pháp, quý tử nói thuyết pháp, quý tử nghe kịp không? Nhưng những gì mà quý tử làm cho người ta phát hiện được là cái gì mà ta chưa có, người ta biết được đó, là quý tử đang nói pháp đó. Quý tử nghe kịp không? Vì chữ ở đây pháp sư chưa? Không. Ở đây có là pháp sư chưa? Nó có im gu ha, có sợ thả bị gài không mà quý tử không thả bị gài sợ đúng nè, người ta thì không có bị ở đây bị nào nó pháp sư hết đó anh này, phép sư hả? Chỉ có phép sư thôi, có phép sư này, xin phép sư, trời ơi, phép sư là nó quý tử thấy học thuyết pháp, thuyết thuyết pháp đó là quý tử nói những lời chân thành, nói những điều mà không có sai lỗi, không có phạm lỗi lầm, nói những lời cho người ta nghe được cao siêu, nói những lời làm người ta ý thức được giác ngộ, là quý tử đang thuyết pháp. Quý tử nghe kịp ha? Như vậy thì quý tử nói ví dụ như Đức Phật ngài nói ba điều, Đức Phật nói ba điều: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Là điều ác không làm, điều ác không làm, việc thiện nên làm, thanh lập ý trong sanh. Đó là lời Phật dạy, đó là ngài đang thuyết pháp đó. Quý tử nghe kịp không? Bốn câu lên bài. Thì bốn câu trên bảng đó, cái câu đó là nghe cái gì rồi, chữ ác mà ta, chúng thiện phụng hành, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Phật cũng trần tâm bà, tôi nghe kịp hả? Rồi, vậy thì khi mà quý tử học cái câu là chứ ác mà tác, là điều ác không làm, chúng thiện của mình, việc thiện nên làm, tự tỉnh kỳ ý, tự mình thanh lập ý cho mình trong sạch, tự mình thanh lập ý cho mình trong sạch, đó là lời Phật dạy, thì chư Phật giáo. Thế tôi nghe kịp ha? Chứ ác mà tác, chúng thiện của mình, tự tỉnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Là quý tử đang thuyết pháp rồi đó, mà cái đó đó quý tử thấy điều nó đơn giản không, đơn giản không, đang nghe kèm không, ha, thì điều đó điều đơn giản là quý tử nói một lời đơn giản là gì, đừng làm điều xấu, điều ác, hãy làm điều tốt, việc thiện đi, hãy làm cho tâm mình trong sạch thanh tịnh đi, đó là Phật dạy đó, quý tử nói thuyết pháp rồi đó, quý tử nghe kèm không, nó không khó đâu. Do đó đó sau khi mình học lên xong rồi, cái từ mai mốt cái từ gai gì ra ngoài lớp qua ngoài đường quay cả ai cái từ nói hết, thấy không, các bạn cái xe làm chậm cái từ nó chưa gác mặt tát rồi chậm vậy buồn lo vậy, bác kêu security vô giải quyết hàng đi, bác kêu security vô giải quyết coi cái security giải quyết hàng, cái manager đang giải quyết buồn, cái từ nghe kịp không, do đó đó cái từ sẽ thấy đó khi mà mình thấy đó mình nói, mình gặp ai mình cũng nói hết á, thấy không, bắt đầu từ đây mình biết pháp rồi, mình gặp ai cũng nói hết á.
cái đó là một chiếc pháp đó. Mình cứ tự nghe kêu, mà trên đó cứ tự chiếc pháp gì đó, tự có gì, có phúc báo mà. Phúc báo nhận thiền, phúc báo giải thoát. Vô đâu cứ tự gặp ai, cứ tự cũng phải nói pháp đó đó. Cứ tự không nói pháp đó, cũng mất cơ hội. Cái đó là cơ hội. Cứ tự nghe kêu pháp. Cho nên cơ thể phải cũng nhịn nói, nghe pháp, nói pháp nè, ngồi xuống nghe, nói cho pháp nè. Người ta xỉu lên chiếc xuống, không phải nói pháp nè. Để cho người ta thấy được mình đang thấy pháp. Cho nên nghe pháp được mình không tao. Cái này nó là chỉ mình không thấy đâu, mình có cái nhân có quả chứ mình đâu có lo. Người ta nghe mình ai mình cũng kêu mình nói pháp hết á. Người ta xỉu lên xỉu xuống cũng kêu lên vậy mà nghe. Nghe được một số thì xỉu, mình nằm im đi. Và trong tỉnh là mình nói pháp tiếp, mỗi tỉnh người kêu. Vậy không được. Vì con cũng mất cơ hội rồi, sư thì tôi luôn là sư không có bỏ cơ hội. Sư đâu có nói, sư đâu có đâu nói là sư nói đâu, không có kẹp không, vậy đó, nha. Cô hai có nói pháp không? Thì sao cô hai không nói pháp được? Cô hai phải nói chứ. Thì cô hai mắc cơ hội rồi. Thế ví dụ như cái người nào ăn cắp đó, cô hai kêu người ta sao? Thấy người ta đang ăn cắp đó, cô hai nói sao? Nói sao? Thấy ăn cắp nói sao? Là ăn cắp thì lạ. Lạ là sao? Sự là kêu lên bắt. Lên ông phải hỏi ở đâu vậy còn nữa không? Nữa chia tôi. Thế thấy người ta cắp của hai làm sao? La lên. Ở đâu vậy còn nữa không? La lên đó nhé. Biểu người ta đang cắp hay không? Mà cô hai nói, vừa kia nói thấy người ta cắp cô hai biểu người ta đang cắp, mà cô hai biểu người ta đang cắp cô hai phải giải thích người ta sao người cắp? Cắp là xấu gì? Cô hai phải giải thích không? Hay là cô hai chỉ nói cho tôi đừng cắp thôi. Ví dụ như Mỹ Liên, hay là cháu đó, cháu nội đó, Mỹ Liên, cháu Nghiêm đó, nó sắp sửa đang cắp cái gì đó, trong chùa đó, cô hai nói sao? Đừng lấy, còn cô hai phải giải thích nha. Sao? Lấy lấy xì la. Hỏi sao nghề mới vậy chỉ tôi. Thôi chứ đừng lấy xì la. Anh có pháp bảo không thì được. Đó là mình nói tiếng pháp đó, mình tự nghe kẹp không? Những cái đó đó đối với đó nên đó, quý tự không làm được á. Thì cái này quý tự làm được không? Sở thiết quý tự làm được không? Sở thiết quý tự làm được ha. Dạ. À, vậy đúng không? Sở thiết quý tự làm được thì giới quý tự làm được không? Thì giới tôi làm được ha, tu tiến tôi làm được không? Được ha. Rồi cái cung cảnh tôi làm được không? Được ha. Cung tiện tôi làm được không? Được ha. Rồi thuyết pháp tôi làm được không? Tôi tự nói tôi tự làm không được cái này á, tôi tự mới tới đây. À, tôi tự kiểu có 10 lớp, mình đi từng lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, mà tới lớp 6 tôi lên được. Tôi tự ở lại cái lớp 5 á. Không phải mình nhảy lớp sư. À, nhảy lớp. Tôi nghe kẹp không? Mà chứ, hả? Nha, quý tử thấy không? Đó, nối ra đó, quý tử sẽ thấy mình bị hạn chế là do nơi tại nơi cái tâm của mình. Mình không có muốn thay, không muốn thay đổi. Cái tâm mình không muốn thay đổi. Nha, tâm mình không thay đổi. Do đó, mình không làm được cái đó đi. Cái tử nghe kẹp không? Cái chuyện mà thiếu pháp là quý tử nói chứ quý tử không nói pháp được. Quý tử không nói pháp được, quý tử không có chuyện pháp, không có chỉ thích, chỉ dạy ai hết, nghe pháp được đó. Quý tử nghe được, còn quý tử không nói là người ta nghe được đó, thì quý tử không làm được gì thuyết pháp. Quý tử nghe kẹp à, quý tử nghe được, quý tử nói là được, cho người ta nghe. Đó, quý tử đang làm được gì thuyết pháp, là quý tử đang được lên lớp 6. Dạ. Quý tử không làm được cái đó, quý tử đang lớp 5. Quý tử đang lớp mấy? Xuống lớp 7 xuống lớp 7 xuống lớp 6 nó khó quá thì xuống lớp 1 nó cái này thánh pháp nghe hoài thánh pháp rồi cái nghe thế chứ con nhảy lên lớp 7 được rồi đó con từng lấy 3 lần nghe ngày nghe đêm luôn tối mở băng nghe tối nghe Rồi, tính pháp là nghe pháp, đúng không? Mà xưa đó, quý tử biết không? Từ xưa đó là người nào nghe pháp nhiều nhất. Quý tử biết không? Người mà nghe pháp nhiều nhất đó
là Ananda, đúng không? Dạ. Ananda là tự nghe pháp nhiều nhất. Dạ. Dạ. Bây giờ bẻ nè, bây giờ bẻ rồi. Con năm, bây giờ bẻ. Mẹ bấm vào chỗ này nè bác nhấn ngay cái chỗ này. Đi luôn là ba bước. Đi luôn là ba bước. Rồi, mà bà bước nhảy tới bước. Rồi, 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 nếu con tự nghe thức pháp đó, cái người nào mà nghe pháp nhiều nhất trong thời Đức Phật Ananda, đúng không? Ananda được nghe 84.000 pháp môn, đúng không? Ananda là người được nghe pháp nhiều nhất, quý tự nghe kịp không? Nhưng, sẽ nói con tự nghe, có hai cái hiện tượng để chúng ta được biết đó, những đề nghe pháp. Ananda là người nghe được nhiều nhất đó, Ananda được nghe 84.000 pháp môn. Nhưng mà trong đó nó chia hai, 82.000 pháp môn là chúng ta Ananda nghe. Chúng ta đang nghe, quý tử nghe kịp không? Mà 2.000 pháp môn đó là các pháp huynh, pháp phủ mình nói lại cho mình nghe, là các bạn bè đó, của ngài Ananda đó nghe, nói lại cho ngài nghe, đúng không? Như vậy thì Ananda là được nghe 84.000 pháp môn, mà 82.000 pháp môn chính tay Ananda được nghe từ nơi Đức Phật nói tới mà nghe. Rồi có 2.000 pháp môn á là do các huynh đệ mà nghe nói lại. Nhưng cái bữa đó Ananda không có tại nơi Đức Phật, rồi đi ra ngoài được về nghe các huynh đệ nói lại. Cái Đức Phật nói không có, chưa được nghe cái này. Bắt đầu họ nói lại thì Ananda được nghe ta 2.000 pháp môn từ nơi các pháp hữu nói lại cho mình nghe. Nhưng mà cái người mà nghe nhiều pháp nữa đó là cái này sẽ nói Ananda ha, mới tự nghe Ananda vâng. Rồi cái người mà nghe nhiều pháp nữa đó là Sariputta. Sariputta, tôi tự nghe kịp không? Người ta gọi là xá lợi pháp. Mà ngài được nổi tiếng là gì? Trí tuệ. Rồi, như vậy thì quý Phật tử sẽ thấy, sẽ đưa lên cái từ hai cái vấn đề đó. Tôi tự nghe được thính pháp nè. Mà có hai cái nhân vật mà nổi tiếng chúng ta được nghe biết đó, Ananda và Sariputta. Thì quý tử thấy cái người nào là thù thắng? Sariputta. Sariputta, phải không nào? Yeah, Sariputta nghe pháp không đủ 84.000 pháp môn, ngài mới nghe hết, ngài mới nghe bằng ngài Ananda, nghe 84.000 pháp môn đó. Nhưng mà tại sao mà chúng ta sẽ nói rằng Sariputta nghe thù thắng hơn Ananda là vì sao? Ngài nghe pháp với cái trí tuệ của ngài, cái tự nghe kệ ha, nghe pháp với cái trí tuệ của ngài. Còn cái này là nghe pháp với cái sở thích của mình, quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử phải coi hai cái nghe. Ananda nghe pháp với cái sở thích của mình, với cái sở thích của mình thích nghe pháp. Còn Sariputta nghe pháp với cái trí tuệ của mình, quý tử nghe kịp không? Như vậy thì con đường nào mà đi nhanh nhất tốt nhất mà lại lạc nhất là mình phải đi, quý tử nghe kịp không? Thế thì quý tử đi con đường nào? Tôi đi Ananda hay là tôi đi Sariputta? Sariputta. Cái này có đi Sariputta không? Phải chưa? Nói gì vậy? Đừng có nói. Nói ra cái nào? Sự xế mà. Sự xế mà. Lớp này sự xế mà. Sự xế mà. Quý tử nghe kịp không? Nói chưa? Rồi, quý tử không biết nào, quý tử đi nghe pháp á. Quý tử đi nghe pháp theo nghe pháp Ananda hay Tiên Chức Phượng. Quý tử đi nghe pháp theo kiểu sang của chúng ta. Dạ, Ananda tại vì sáng lập phát muốn được rồi. Bắt đầu sửa lại lúc cả hai một hàng. Muốn đâu được đâu. Học có sáng lập phải có Sariputta. Trời ơi, học sơn đó. Còn học có người khác là Ananda. Con thì Ananda. Anh nghe theo sở thích của mình à. Dạ, không, nếu mà người nào là Sariputta nghe rồi là đi hết rồi sư. Đi hết rồi. Nghe rồi, nghe hoài. Rồi, chắc năm mấy năm, hai năm, gần hai năm nghe pháp sư còn nguyên. Tại vì cái này là hả? Thì đâu phải Sariputta. Bắt đầu nghe, nói tiếp. Mới trí tuệ. Nói tiếp. Tại vì nghe kia, nó nghe mới bắt đầu. Rồi, nghe chưa? Bắt đầu là nghe nốt nó. Để mà ta nói tiếp mà. Ngài Sariputta đó, ngài được nổi tiếng. Ngài được nổi tiếng là bậc hiếu học, là thế nào, là ngài nghe thuyết pháp ở đâu á, ngài xách cái giỏ người ta ngồi nghe, ngài không có từ chối, ngài đang ở vị trí là trí thượng tinh nhân, đại trí tuệ của Đức Phật, trên Đức Phật dưới là Sariputta, không có người nào thay thế vị trí đó bởi ngài Sariputta dưới Đức Phật hết đó. Nhưng mà ngài nghe ông Sa Di nói pháp, ngài cũng tới còn nghe, ngài nghe một huynh đệ nào nói pháp, ngài cũng tới còn nghe, ai nói pháp thì ngài cũng tới còn nghe hết á, thì do đó đó
nên ngài Sariputta đó được nổi tiếng là gì, là một người gọi là hiếu học, mình nghe thánh pháp ngài nghe quan hệ lắm. Vậy thì Sariputta ngài là gì? Ngài là trí thượng tinh nhân, đắc quả là hán vô sinh sau khi gặp Đức Phật, nghe không nè. Nhưng mà ngài đắc ngài vẫn còn nghe pháp đó, ông sai gì nói ngài cũng nghe đó. Vậy thì đâu có phải là ngồi 2 năm 3 năm đâu. Như mình mà đặt đạo quả rồi bây giờ ngồi đây tội đặt đạo quả hết rồi cũng nghe pháp đâu có gì chứ ngại đâu. Sư nói là đồng ý pháp là pháp bảo. Bắt đầu sửa lại rồi đây sư thì từ Riston lên đây là hiểu không? Muốn nói không nào cũng phải coi chừng được cái câu đó coi chừng đâu có nghe. Câu đặt mẹ đó đúng không? Rồi hả? Nghe để rồi không kẹt. Mình biết kịch vỡ cho quan trọng là cái đó. Ngọc chết à, đâu cậu đang chết lên tên à. Thử Houston lên đây, Houston lên đây là đó cậu đang cũng chết lên tên. Gà chưa, quý vị tự nghe thêm nè. Do đó đó, quý vị tự thấy đó, có những người á, người ta nghe pháp quy mát. Có những người nghe pháp quy mát. Pháp nào họ cũng nghe, pháp nào họ cũng biết. Họ nghe pháp nào vừa nói tới là họ hiểu liền. Đó là Ananda đó. Nhưng mà Ananda là người đắc đạo quả trẻ nhất. Hôm nay Ananda đắc quả đạo quả trẻ nhất, sắp được đắc tâm tạng rồi 7 tháng nữa. Nhưng mà ngày đi là 3 tháng sau người ta mới đắc được đạo quả. Ananda mới đắc đạo quả, người đắc trẻ nhất. Mà xa lên Phật đó, là đời với Đức Phật đó, chưa trong chú giải nói chưa được 2 tháng nữa. Là trí thượng tinh văn rồi đó, thủ thắng vậy đó. Mà trí tuệ tới mức là gì nè, quý vị tự thấy nguyên một cái bộ tạng Abhidhamma bên đây chúng ta đang học đó, là bởi trí tuệ Xá Lợi Phất không ạ. Nếu không có Xá Lợi Phất á mà trùng duyên lại cho ta ngày hôm nay nghe được Abhidhamma đó, thì nhân loại không có duyên là được nghe Abhidhamma. Tại vì mỗi một ngày mà Đức Phật ngày từ cái cung trời đau lõi á, ngày xuống có nhân loại này đó, ngày nói những cái matika, những cái mẫu đề cho Xá Lợi Phất xong đó, là ngày trở lại cung trời đau lõi, ngày nói thuyết cho thiên mẫu Maya nghe pháp đó. Ngày không có gián đoạn, nhưng mà ngày hiện song thâm, tức là một người á đang nói pháp cho thiên mẫu Maya, một người xuống cõi nhân loại mà nói cái matika cho Xá Lợi Phất nghe. Xá Lợi Phất được nghe những cái matika thôi, cứ tưởng nghe thì pháp thiền, pháp bất thiền, pháp vô ký, đó là những cái mũ đề, chứ không có nói nội dung ở trong pháp thiền là cái gì. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất làm ra chúng ta được 42.000 pháp môn. Ngài Xá Lợi Phất làm cho ta ra được 42.000 pháp môn, mà hôm nay chúng ta được nghe bởi cái tạng Abhidhamma này là do trí tuệ của Xá Lợi Phất đó. Mà quý Phật tử biết không, ngài Xá Lợi Phất này á, là ngài đâu có được nghe hết như Ananda đâu. Nhưng mà mỗi cái pháp nào vô với ngài á, mỗi pháp nào vô với ngài đó là qua cái trí tuệ của ngài, chứ không phải qua trong cái sở thích của ngài. Sư có thể nói về tiền kiếp của ngài Sariputta đó, do cái nhân duyên gì mà ngài đã có được cái trí tuệ thù thắng như vậy hay thì nguyện cho bạn đánh giá mà rớt xuống mù không phải như là Ananda. Quý vị có nghe không? Nghe chưa? Quý vị nghe hiểu chứ nói không nè? Nè nghe cái lại nè. Ananda nghe pháp để mà thu thập số lượng vô. Ananda nghe pháp để mà thu thập số lượng vô. Bữa nay tôi nghe được thành 2 pháp môn. Bữa nay tôi nghe được 4 pháp môn. Bữa nay tôi được nghe Đức Phật nói khắp pháp thoại này 20 pháp môn thù thắng quan hỷ. Nhập vô kiểm kê, thống kê là số lượng mình lên. Quý vị nghe kẹp không? Nhưng mà Đức Phật ngày nói pháp ra là ngày sẽ là pháp nghe. Pháp này là trí tuệ, pháp này giải quyết liền, giải quyết liền. Thì quý vị hiểu cái đó không? Đại câu xong rồi. Dạ. Ý quý Thế Tử là hạng nghe tiếng Pháp, tiếng Pháp là hạng nào? Sariputta. Sariputta, Anumana. Tiến bộ lên. Đó, nói là cái mình tìm ra được mình liền Pháp nào. Cái tức quý Tử nghe kèm không? Còn chưa? Như vậy thì quý Tử hiểu cái cách thức mà sư học Abhidhamma với ngài Tịnh Sử không? Dạ hiểu. Ngài Tịnh Sử mới nói ra là sự Anumodana với ngài. Ông không sẽ hỏi cho hiểu không? Rồi quý tử học cách thức quý tử học để học Abhidhamma, quý tử hiểu cách mình học không?
quá từ nhiều quá. Một cái là recorder, một cái là computer. Xong nữa rồi. Cái recorder mà cái computer nó không bán nó đi đấy. Ha, quý tử nghe hiểu không? Do đó đó, khi mà pháp nó tới, quý tử nghe. Quý tử có hai cái hiện tượng để sẽ chỉ quý tử nghe pháp nè. Quý tử nghe pháp nè. Khi mà pháp nó đến á, đang là pháp nó đến. Hiểu là một chuyện. Thấu đó là một chuyện. Quý tử ở nào? Thấu nghe hiểu chưa không ra được hiểu bằng đúng hơn để phải nghe cái chỗ đó phải không nghe mà chưa mà hiểu nữa đừng nói Dạ. Con phải đến pháp rồi con mới thẩm thấu được. Đem pháp xong rồi mới thẩm thấu được. Còn cái này mà pháp đến thì chắc hiểu thôi. Đó, quý tử thấy không? Đó. Xá lực pháp á, nghe để hiểu. Còn nghe xá lực pháp á, là nghe là phải thẩm thấu vô. Nghe vô liền, vô liền. Cho đó đâu có đếm. Xá lực pháp không đếm. Quý tử nghe kịp không? Còn cái người mà đếm á, thì có nhiêu đó. Quý tử nghe kịp không? Cái người mà đếm á thì có bao nhiêu đó thôi. Có người mà hiểu pháp á thì không có đếm mà nó vô lượng. Hiểu không? Quý tử nghe hiểu sẽ nói không? Dạ. Rồi bây giờ sẽ nói quý tử nghe nè. Rồi. Quý tử hiểu cái được pháp vô thường không nè? Giờ xin nói cho được quý tử hiểu được pháp vô thường không? Rồi pháp được vô thường không? Quý tử hiểu vô thường không? Cái bất thường. Không, xin hỏi nè, giờ hỏi từ từ nè. Quý tử hiểu pháp vô thường không? Dạ hiểu, thường nó vô. Hiểu thường vô ha. Vô thường. Thay đổi lại. Giờ quý tử hiểu rồi, xin nghe quý tử đáp quý tử hiểu không? Rồi, quý tử thấu hiểu, thấm thấu vô thường không? Dạ. Dạ chưa. Xuyên suốt luôn á sư. Vô thường là xuyên suốt. Hiểu chưa? Được chưa? Nghe cái vô thường này tôi hiểu liền. Cái chuyện gì nó không thường, bất thường, thay đổi đường gì, cái đó là vô thường. Nhưng mà có thẩm thấu được mình không? Chưa. Nếu mà thẩm thấu rồi cái từ đầu ả rồi. Dạ đầu ả. Thẩm thấu đi sư phải giảng nha sư. Nghe riết luôn lại nó thẩm thấu sư. Cái tự thấy kịp không? Phải xin hiểu chưa nè? Rồi bắt đầu giảng vô nè. Nghe chưa? Rồi, cái tự hiểu được thở vô thường không? Hiểu được vô thường không? Rồi, cái tự hiểu vô thường. Cái gì là không thường? Hay bất thường. Tức là nó gọi là vô thường, đúng không? Như thế đâu không thường, là vô thường. Thấy không? Cái gì mà nó còn thay đổi, nó còn thay đổi thì nó gọi là vô thường. Đúng không? Nên nè, rồi cái gì mà nó còn biến động, biến hoại, biến hoại, biến và hoại, à, gọi là vô thường. Các tự nghe kịp không? Thấy chưa? Không đứng, không đứng yên, không đứng yên. Thấy không nè? Thay đổi. Rồi, không ngừng. Thấy chưa? Rồi, như vậy thì đó. Như vậy á thì quý tử sẽ thấy á là quý tử đang bắt đầu là từ cái hiểu bắt đầu quý tử bắt đầu vô cái thẩm thấu không là sẽ chỉ cho quý tử thẩm thấu này thấy chưa nè thẩm thấu nghe kịp không thấy chưa rồi không thường cái gì mà không thường là cái trạng thái đó đường hương xanh xanh diệt diệt xanh xanh diệt diệt vừa thấy xanh vừa thấy diệt rồi xanh xanh đó rồi diệt diệt đó là nó không thường đó nè. Được chưa? Rồi, khi mà quý tử thấy nó thay đổi là gì? Vừa xanh, rồi diệt, rồi diệt, rồi lại xanh. Và đó là thay đổi đó. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Rồi, trước á, mình thấy nó xanh, giờ nó là diệt, rồi nó biến rồi. Biến rồi là xanh, rồi là xanh, rồi là diệt. Được chưa? Không nè. Rồi, quý tử sẽ thấy nó gì? Diệt diệt. Diệp. Yeah. Thế nào? Nó còn xanh. Nó là vô thường. Nó còn xanh.
Rồi chưa? Rồi, rồi bây giờ cứ tự đi ra nha. Dạ xin tự 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 theo sự chỉ của tự đi ra nha. Được chưa? Rồi, chỗ này mới chặn cái cửa này, tự đi đây ra. Rồi mình đi vào đây. Sẽ đứng vào kia chứ. Sẽ đứng vào này luôn. Vô tường nó sẽ đứng hai chịu qua. Sẽ đứng này cho nó xong. Hấp nè. Thấy chưa? Rồi. Ra cũng có tiếng hiểu nhưng mà chưa thẩm thấu. Bây giờ mới vô thẩm thấu vô. Này thẩm thấu vô. Thấy chưa? Nên ngài ngài Sa Lợi Phất á, ngài Ananda đó, này Đức Phật ngài hỏi Ananda thế nào là vô thường, bạch Đức Tôn thế thì vô thường đó là trạng thái không thường, trạng thái thường hay thay đổi, trạng thái nó thường hay biến hoại, trạng thái nó không đứng yên và trạng thái nó không không ngừng lại. Ananda sẽ nói như vậy thôi. Tôi nghe kèm không? Đức Phật hỏi này Ananda thế nào là vô thường, thì Ananda sẽ trả lời này, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là vô thường là trạng thái là không thường, thế nào là vô thường, là trạng thái thay đổi, có trạng thái biến và hoại, trạng thái không đứng yên, và trạng thái không dừng lại, Ananda trả lời chính chắn, đó là sự hiểu biết của Ananda, được chưa? Rồi nhưng mà đối với Đức Phật nói này, sao là pháp thế nào là vô thường, bạch Đức Thế Tôn thế nào là do thường, pháp nó còn sanh sanh, nó còn phải diệt diệt, sanh sanh và nó còn diệt diệt, còn khi mà nó còn sanh và diệt, diệt gọi là sanh là vô thường, còn khi mà nó diệt, nó đảo lại, nó diệt rồi nó sanh, rồi nó sanh gọi là diệt, rồi khi nó diệt 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 mà nó không có ngừng trong cái diệt thái còn sanh còn sanh còn sanh, chính cái đó là vô thường. Hay là sao được pháp trả lời được cái đó? Hiểu chưa thấu như mình được mỗi ngày mình học thấy có mới hoài ha, sẽ kỳ quá ha, cứ lớp học sao không thấy nào cắt đứt, cứ lớp học nghỉ lớp học được sao ta à. Sư cái này là mấy người thỉnh pháp mà sư gì thỉnh pháp thỉnh pháp thầy thỉnh pháp nè, đến đây thỉnh pháp nè. Thì chúng ta đang thích pháp trong sở thích, thì thích pháp theo trí tuệ. Nhưng mà sư có dạy này, sư không thể ngừng. Hả? Sư không thể ngừng. Không thể ngừng được. Lý chuẩn bị thỉnh sư. Vậy là không có thấy được cái vô thường rồi. Chưa thấy được cái vô thường. Vậy chưa? Rồi, giờ sư hỏi nè. Nghe nè, nghe quý tử quan hệ sư nè. Quý tử bên dế bên này, dế bên này, trái hay phải? Quý tử Ananda hay xá lợi pháp? Cả hai, xá lợi pháp. Chỗ có cả hai luôn. Cái lớp học này giỏi nghề quá ha, mới đặt cái bài á, nghe chưa, nghe chưa, rồi cứ tự nghe kịp ha, đối dưới cái bàn á, đi tới cái bàn á, mình đi tới cái bàn á, nè, là mình phải thấy được vô thường, với nè, khi mà biết rồi đó, khi mà tới cái bàn á, thì cái trạng thái sanh sanh diệt diệt của danh và sắc. Ok, sanh diệt diệt sắc. Thấy chưa? Sanh diệt của danh, sanh diệt của sắc. Và cái thứ hai là phải thấy thái độ của nó. Thấy chưa? Rồi, diệt và sanh, rồi sắc hiện bài, danh hiện bài, thì phối. Thấy chưa? Rồi, diệt diệt sanh sắc, diệt, nó có là gì? Danh, sắc. Nhà lúc đó là không còn danh và sắc. Lúc đó 1, 2, 3, 4 và 5. Đây là 1, 2, 3, 4, 5.
chưa? Đi về. Rồi, rồi, ở đây đối với tự thấy cái vô thường á, là ở đâu cũng thấy vô thường hết á. Lá cũng vô thường, cây cũng vô thường, nhà cũng vô thường, xe cũng vô thường. Nhưng mà Đức Phật thì nói á, cái mà nói vô thường cái kiểu đó là nói theo cái Ananda. Mà Đức Phật càng muốn xa hơn người ta, nhờ cái trí tuệ của Ngài, Ngài nói gì? Sự vô thường, quý thường phải nhìn thẳng vô danh danh, danh và sắc, hai thành phần của con người của mình đang có. Rồi từ kia kẹp không? Thì thay đổi á, thay đổi, danh thay đổi, sắc thay đổi. Danh thay đổi thì kiểu gì? Sanh diệt. Mà sắc thay đổi gì? Diệt rồi sanh. Xà thu xà. Tự nhiên kìa ha, được chưa? Rồi khi mà quý vị thấy được như vậy đó thì lúc đó, thì lúc đó danh mình không thấy mà mình thấy sắc, rồi lúc đó cái sanh diệt này mình lại liên tưởng tới danh cầu cứu, được chưa? Rồi diệt 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 hết tất cả những cái danh đều phải diệt, tất cả sắc đều phải diệt, lúc đó mình thấy là không còn danh sắc. Sao? Vậy sao không còn danh sắc mà lúc đó là niết bàn sự niết bàn không còn đau đớn nữa, vậy chứ không phải là vô sắc vô như vậy vậy chưa hỏi là sa di bút ta vậy chưa sa di bút ta là sa là thất, còn với tử không sa di bút ta thì còn sa lắc quá tôi nghe kẹp không? Tôi nghe kẹp không? Cái chưa? Hiểu không? Tôi nghe kẹp không? Giải thích theo kiểu Ananda. Giải thích thế gian là vô thường, là vì nó có trạng thái không thường. Nó thường hay thay đổi, và nó có tính chất biến hoại, và nó làm gì không đứng yên, và nó không ngừng lại. Cái đó là giải thích gì vô thường. Nhưng mà đối với Sát Lợi Pháp, Ngài sẽ nói là gì? Thế gian mà gọi là vô thường là cái gì? Danh và sắc đều có tính chất là vô thường, nó không thay đổi, nó không thường, danh nó không thường, sắc không thường. Nó thay đổi bởi vì danh sanh diệt, mà thay đổi bởi cái sắc diệt sanh, sắc diệt sanh. Vậy chứ nó biến hoại không? Khi mà quý tử thấy danh á mà nó đang bị thay đổi đó, thì quý tử đang nghĩ tới gì? Sắc đang có mặt ở tại đó, đang diệt thì sanh, đang biến hoại. Từ đang thấy sắc ở tại đó đang biến hoại diệt sanh, thì ngay khi mà sắc nó đang bị thay đổi diệt sanh này đó, thì quý tử thấy là gì? Danh của mình đang bị bằng là gì? Sanh diệt, không muốn ngồi thiền, muốn xả thiền ra, không muốn tu tập, muốn rời khỏi cái việc tu tập. Nói thiệt cái này còn tiếp tục đi tiếp nữa đó, với một người mà thấy được cái trạng thái nó không đứng yên, không đứng yên bởi vì danh của mình không đứng yên, sắc của mình không đứng yên, và cái trạng thái nó gì không ngừng lại gì, nó luôn luôn là sanh sanh sanh. Còn ở dưới trạng thái là muốn niết bàn là gì? Không có chiều nó, để cho danh và sắc chi phối là mình gặp. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi ha. Rồi. Chứ xóa cái này nha, chứ không để này được. Chưa đã hả? Chưa tập chó. Chưa tự tử à. Qua cái khổ đau của bậy đó, vô ngã của bậy đó, người ta nghe kịp không? Quý tử học theo kiểu sát hết, hay quý tử học theo kiểu sai của ta? Trí tuệ. Trí tuệ. Hả? Trí tuệ. Trí tuệ. Hiểu không? Quý tử hiểu không? Nghe chưa? Như vậy thì quý tử có sở thích, quý tử nói thao thao bất tuyệt. Khi mà quý tử có trí tuệ, quý tử ngồi yên để mình nhìn thấy sanh diệt của cái pháp của tất cả. Nghe chưa? Quý tử nói thao thao bất tuyệt, tôi đang ngồi yên nghe pháp. Tôi đang có thao thao bất tuyệt, tôi đang ngồi yên nghe pháp. Quậy trên. Hiểu không nè? Quý tử nghe kẹp không?
quý tử không thể nào nói là không thường, quý tử là không thể nói là thay đổi, quý tử không thể nào nói là biến hoại. Nếu mà tôi không nhìn thấy sự sanh diệt của danh bạc, cái sắc diệt, cái sanh, sanh diệt, diệt, diệt và sanh, luôn luôn là biết biến hoại đổi đổi thay, quý tử nhìn ra được như vậy đó. Thì ở đây là nó không ngừng gì sanh 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 sanh, không đứng lại là gì, cách diệt 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 không còn gì nữa. Nó không có đứng lại, nó cứ giữ cái trạng thái mình muốn, nhưng mà thật ra nó đang gì, diệt 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 diệt, nó không đứng lại, chỉ tính cách diệt 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 của danh sắc, và nó không ngừng ngừng gì, nó ngừng là gì, sanh 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 sanh, hết kiếp này kiếp sau tái tục tiếp tục và liên tục sanh 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 sanh, để còn bị gì là gì, không đứng yên, một cái tính cách diệt 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 diệt, lặp lại là gì, sanh diệt. Hiểu chưa? Thế hiểu không? Hiểu chưa? Hãy em Google rồi, cho nó thấm vào đó nha, thấm vào đó nha, đang thấm, đang thấm thấu vô trong rồi, đúng nè. Đang thấm thấu không? Thấu tới sườn. Thấu tới sườn. Thấu vô trí tuệ chứ thấu tới sườn ngày trong vậy. Thấu vô trí tuệ chứ còn thấu tới sườn trong vậy nè. Trong vỉa đó, sườn không cần thiết. Phải thấy được cái sinh diệt, cái tự phải thấy được cái đó, cái tự mới nói được vô thường. Còn nghĩa tự nói vô thường theo cái danh trừ từ danh chương của ngài Ananda, không thường thay đổi, biết quậy, không đứng yên và không dừng lại, cái đó là mình chỉ có nói theo cái kiến thức sở thích của mình thôi. Mình nghe kèo ha, mình chưa hiểu không? Dạ, yeah. Tôi hiểu chưa? Nắm được rồi ha, rồi ha, rồi sẽ đi qua tiếp tục cái chưa? Như vậy thì cái tự có thính pháp không? Cái tự có thính pháp không? Dạ có. Rồi cái tự có thính pháp, thính pháp chỗ nào? Cái tự thính pháp là chỗ nào? Nghe sư giảng. À, nghe sư giảng à, là thính pháp không? Nên nghe sư giảng là thính pháp không à? Nên tự là thính pháp là gì? Như Ananda là thính pháp nghe Đức Phật giảng, nhưng mà dưới sao lại pháp đó, nghe pháp chứng cái tâm mình. Dạ đúng rồi, tâm với thân mình. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Với Ananda là nghe pháp của Phật giảng, với sao là pháp nghe pháp của mình đang hiện tại. Quý tử đang nghe pháp rồi nào? Pháp mình đang hiện tại. Nghe quá lốt, lốt nghe pháp đang hiện tại không? Mình đang nghe kiểu nào? Lốt mình đang nghe pháp đang hiện tại không? Đó, các quý tử thấy không nè? Như đó đó, khi mà quý tử nghe pháp á, quý tử nghe pháp á, mà quý tử mà nghe pháp đang hiện bài, quý tử mới bỏ được thành kiến, bỏ được hoài nghi, bỏ được giới cấm thủ, quý tử được vô sơ đạo sơ quả, bậc được vô lưu. Còn quý tử nghe pháp, nhất là pháp đang biết, được hiểu đó, là quý tử đang đếm số theo sở thích của mình. Quý tử nghe kẹp không? Nên một cái pháp thoại Đức Phật ngài thuyết ra và hội chúng đắc đạo quả liền, là vì người ta nghe pháp, những pháp mình đang hiện bài, những pháp Đức Phật ngài thuyết, người ta nghe kèm âm pháp mình đang hiện bài thì diệt liền thanh kiến hoài nghi với cấp thủ vô được cái đạo sơ quả diệt luôn. Còn mình nghe pháp, thằng hiểu cái pháp, hiểu biết cái pháp là sở thích cái pháp, số lượng pháp được tăng từng chừng lên, kiến thức nguyên pháp mình được phát triển lên, và đó đó của anh là. Rồi sau đó đó, quý tử phải trở về nhà. Còn quý tử ngồi xuống, quý tử phải thẩm thấu lại, rồi nghiền ngẫm lại, giống như là con bò mà nó có bốn túi. Nó ra ngoài đồng cỏ, nó cứ nhai hết cỏ. Rồi tối về, nó nằm cái nhơi lại, tiêu hóa từ từ. Quý tử nghe kêu không? Mình là như vậy đó. Hồi xưa đó, hồi chúng mà nghe pháp của Đức Phật đó, là nghe tới đâu là tiêu hóa tới đó liền, nghe tới đâu là quại diệt đó liền, tiêu diệt đó liền, chấm dứt liền. Còn mình đây là gì? Đem về. Còn qua ngày mới mình bắt đầu một người nghiệm ra, ngày mốt mình bắt đầu mình thấy ra, bữa kia mình mới hiểu ra, bữa nọ cái mình thấy mắt đi quên, bắt đầu nghe lại cái từ sau, từ xa tới sự chiến tiếp nữa. Cái trang này nhớ quen.
cái chớp của sư nó dữ. Chớp cái chừng á. Là hoài, có chớp là hoài. Chớp là hoài đó. Đó là thánh pháp đó. Người ta nghe kìa không? Do đó đó, người ta sẽ thấy cái pháp nào nó vô mà người ta mà lấy cái trí tuệ của nó hiểu liền á. Thì đó là người ta đang sống với cái kiểu gì là gì? Thính pháp trí tuệ. Còn được pháp mà người ta nghe vô mà người ta thích á, thì người ta đang tính pháp cho kiểu sở. Sở thích của mình đang có. Cái tự nhiên hàng nào hàng trái hàng phải hàng phải thôi cũng ghê mà chỉ tự nhiên không à. Sư đâu cần hỏi, sư thấy pháp hiện bài sư biết rồi. Thì khó khăn phải hỏi nha, nhà sư quý tỷ thì từ đây sau sư không khỏi nữa, sư nhìn thấy lớp học rồi biết pháp đang hiện bài. Dạ, xin có bộ bạn cái tiếp tục ghi nữa. Dạ, 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 tiếp tục ghi nữa. Hướng tới như nè, hướng tới ai? Tới những người quá trẻ hay còn đang tài tiền, người thân, kẻ sơ, để mình chia, mình cho, mình định là gì? Ban rồi ấy rồi ta gọi là gì? Gọi là hồi hướng. Như vậy thì khi quý tử mà muốn nghe được pháp được lâu dài, quý tử được nghe pháp được lâu dài là quý tử phải hướng cái tâm mình trở về, rồi quay cái tâm mình trở lại hướng về đó đó, bắt đầu mình chia, mình hồi hướng, mình công đức mình tạo ra, quý tử mới có được lâu dài. Rồi xin nói cho tôi nghe được chưa? Rồi chưa? Hồi hướng tức là quay trở về mà hướng tới những người quá giả hay người đang tài tiền, người thắng, kẻ sơ, cứ tự nghe kiềm không? Để rồi mình chia, để rồi mình cho, rồi mình ban bố, hay là rải truyền cho họ. Như vậy đó, ta gọi là hồi hướng, được chưa? Rồi, như vậy thì khi mỗi lần cái tự làm điều này đó, là cái tự đang làm cái gì? Gieo hạt giống. Cái tự nghe kiềm không? Rồi khi mà cái tự gieo hạt giống đó, gieo hạt giống như nào? Một ngày nào đó cái tự quên, thì cái hôm nay cái tự hồi hướng đó, cái phước nó trở lại, nó trở lại. Khi mà phước nó trở lại thì ngay lúc đó nó trở lại, nó nhắc cái tử cái nhân này, cái tử đã có gieo trong quá khứ, hôm nay cái tử mới được hưởng phước này. Như đó đó, Đức Phật ngài khuyến khích đó, hàng đệ tử của ngài nên làm việc thiện xong phải cố gắng hồi hướng để chi vừa cho thêm phước đức mà giữ lại hạt giống của mình, ngày sau nhắc là mình còn nhớ. Quý tử như kịp không? Quý tử kịp không? Nếu quý tử không hồi hướng á, quý tử không có hạt giống, quý tử mất hết cả hai phần. Không có cho người quá nhạc, không chia cho người tại tiền, mà chính quý tử cũng không giữ hạt giống, quý tử là làm chốt. Quý tử nghe kịp không? Cái chia là do đó đó, bây giờ quý tử sẽ thấy là quý tử học mà hay quên á, là cái hồi hướng quá khứ của tự ít lắm. Bây giờ mình tự ít đang có hiện bài cái trạng thái thường hay thì quên. Nhưng mà từ đây thì sao mà cái tự có hồi hướng liên tục đó đó, thì hạt giống của tự bắt đầu tích lũy thì cái tự sẽ khó quên, mà bổ xuống ra đến đó là nhắc cái nhân của tự có lại. Tự nghe kìa không? Vì khó khăn hỏi ra thì trả lời luôn rồi ha. Nhìn thấy pháp đang hiện bài của lớp học. Nhìn thấy pháp đang hiện bài của lớp học rồi, không có chữ hồi hướng. Do đó đó, mà hồi hướng đó, quý tử lại có cái hiện tượng này nữa, là có khi quý tử hồi hướng tới chiều mới hồi hướng, tới tối mới hồi hướng, hay là ngày mới mới nhớ về hồi hướng, chứ không có hồi hướng sốt dẻo liền. Có đó làm liền cũng có, quý tử đó có trường hợp đó không? Do đó đó, khi quý tử quên đó, quý tử phải ngồi nhớ được một ngày, sao tôi mới nhớ là được? Chưa làm hồi hướng. Chưa làm hồi hướng.
Con xin mượn tiền ngân hàng trước. Mượn có đây đó. Cái này lắm hay cái nhạc. Chưa làm ra mọi thứ được không? Chưa nấu mà đem cho nè. Xong ra sẻ rồi. Bạn bố cô sẽ làm chim sẻ. Bây giờ nhỏ quá. Mình phải làm kinh cơn quả, một điều hâu đại bàng chứ. Sẻ hoài không nữa. Cho nên mình phải làm cho xong. Mình mới hồi nữa. Mình chia sẻ. Hay không? Lớp hay quá. Chưa làm xong còn được không ha. Lớp thiệt hay nha. Cho nên là cho anh cầm chim. Anh cầm chim sao? Chưa làm mà cho bọn nước sẻ trước. Rồi mà làm rồi mà để lâu quá là anh cũng vậy. Tự thấy á, nam nam cứ tự thấy cái đức mà ngài cho là cái chức năng và hồi hướng á, là ngài kêu mình giữ cái vốn. Cái tự nghe kìa, xin nghe. Thì sư, nếu mà mình hồi hướng xong nè, thì có nó có ấm tắc chưa? Mình hồi hướng thì sao nó? Nó nguội. Ừ, sao mình tìm cái hạt giống nó cũng nguội. Ừ, nó làm tiền á thì nó mai mốt mình có giống liền liền. Còn mình để còn 2-3 ngày mình mới hồi hướng đó. Người nghe người nặng cũng không đúng nhận nữa. Đi làm luôn. Quý tử nghe kịp không? Giờ quý tử nấu đồ nồi đồ cơm cả thiệt nóng còn còn sốt dẻo khó ra nghi ngút lên từ nấm hoàng. 2 ngày nữa tôi mới cho ăn. Từ từ đi. Ôi con. Chịu không? Quý tử có chịu cái đó không? Dạ không. Không liền hả? Không nhưng mà cũng điện nó già. Quý tử nghe kịp không? Mình nhìn cái phước nó như vậy. Mà quý tử mới cảm thấy chư thiên á. Là ăn đồ nóng cũng nóng. Chị Thiên ăn đóng đâu mà có hồi hướng liền, chị Thiên quan hỷ xa thú anh của Nana liền. Còn cái tử để cảm mơ cái tử hồi hướng chị Thiên buồn lắm. Tại vì thứ nhất á, cái tử không có thương chị Thiên. Thứ hai, cái tử không nhớ tới chị Thiên. Thứ ba nữa, cái tử còn đang nghĩ kìa, về nhận nghĩ xin có nên cho không cho. Chị Thiên sẽ nghĩ những điều đó cho mà. Hẳn nè, quý tử có thấy không, cái tử có cái tử cho liền. Người ta nói là người đã xuất sắc. Còn người mà có cũng cho, còn cần đắn đo suy nghĩ là người đang buộc ghè co hút, đang lo nghĩ tính toán rồi. Nghe không nè? Cái tôi sẽ bị trong trong cái đó, chứ Thiên sẽ cho mình cái nghĩ đó cho mình đó. Cái đó mình có, như mình cho liền, chứ Thiên sau này mình cầu, chứ Thiên giúp mình cách bao mơ lẹ. Tôi nghe kịp không? Tôi thấy đây, nhân nào quả? Rồi đó, được chưa? Rồi, hôm nay, chúng ta lại nghe tiếp tục cho hồi nữa. Như vậy thì người ta giữ hạt giống. Thế nè, đang giữ hạt giống. Cái tử đừng quên cái chữ hồi hướng này là cái tử đang giữ cái hạt giống. Còn nếu mà tử không nghĩ tới cái chữ hạt giống này á, thì tử đừng nghĩ tới gì hồi hướng này cho ra làm gì. Sau này cái tử không có gì hết, cái bị thương sẽ không gặp. Cái tử nghe kịp không? Do đó đó, đối với Đức Phật Ngài á, thì Ngài không có khi nào Ngài hồi hướng cho ai hết. Cái tử nghe kịp không? Đức Phật Ngài không hồi hướng. Ngài cho hết, ngài cho hết, chứ ngài không có hồi hướng. Còn bên đây á, mình cần phải giữ hạt giống, do đó mình phải biết hồi hướng. Cái tự nghe kẹp không? Do đó đối với Đức Phật á, ngài không có giữ hạt giống, tại ngài ra đi. Còn quý tử chưa ra đi, quý tử còn, do đó quý tử phải biết giữ hạt giống. Hạt giống đó, nó mới làm cái nền tảng của tự tiếp tục đi, được tới nơi, tới chốn lâu dài. Cái hạt giống thì là tư lương, cái vốn của tự phải có. Do đó nó mới tự sẽ thấy giữa mình với Đức Phật khác nhau. Tôi tự nghe kịp không? Ngài đã có và Ngài cho. Còn mình chưa có, mình phải tích lũy để mình có. Sau này mình mới hưởng được. Và sau đó, tới cuối cùng là gì? Mình cho hết, thì mình ra đi. Tôi tự nghe kịp ha. Rồi, ở đây quý tử sẽ thấy giữ hạt giống. Rồi chưa? Rồi, như thế thì khi mà quý tử chia cho ban rải đó, là mình diệt tham. Tôi tự bỏ đi cái trạng thái ghét người. Và quý tử hiểu biết cái gì nên làm. Tôi nghe kìa hả? Thấy chưa? Thì khi mà quý tử chia cho ban rải đó là quý tử diệt cái tham. Quý tử diệt đi cái trạng thái ghét người. Và quý tử hiểu biết cái gì đang quý tử đang làm. Quý tử nghe kìa không? Cho nên chỉ hồi hướng. Nghe chưa nè? Hồi hướng. Chứ đâu có nhiều người họ nói chứ có chút xíu hướng mà còn chưa hồi hướng nữa rồi còn hướng đồng hưởng. Quý tử nghe kìa không? Có chút xíu hướng mà họ đâu mà hưởng. Nếu họ hưởng thì cũng không được đâu. Chừng nào có nhiều nhiều mới cho. Quý tử nghe kìa không? Từ đó quý tử sẽ thấy nó khó cho cái tâm mình là gì. Lúc đó mình cái lời mình nói ra đó là đang điều cái tham. Mà lời mình đang nói như vậy đó mình chưa có hiểu biết cái việc đang làm. Quý tử nghe kìa không? Lời mình đang nói ra là mình đang giữ lấy cái tham. Mà lời mình nói ra như vậy đó mình chưa hiểu biết cái việc mình đang làm. Quý tử nghe kìa không?
mà người mà nói ta kêu hồi hướng đó, ta không quan hệ cái việc lời nói ta đó, mình đang giữ lấy cái sang cái bắt tạm gì cũng được. Tôi nghe kịp mà. Dạ, người tự phải thấy đó, nên cái chuyện mà hồi hướng này á là người tự phải làm liên tục và không ngừng, và người tự làm liên tục. Chú Khánh về hả? Dạ. Lái xe về cẩn thận nha, đừng có lạc đường nha. Dạ. GPS. Dạ. Yeah. Chú có nhìn mình hả sớm? Dạ, chú gắn gì mình. Dạ. Yeah. Nghe chưa? Rồi, quý Phật tử phải thấy được cái việc làm của mình. Phải mà hồi hướng. Hồi hướng đó là quý Phật tử phải quay trở về cho chữ mình. Rồi hướng đó những điều người công đức mình đã tạo ra. Quý Phật tử phải có. Đầu tiên đó, khi mà quý Phật tử quay trở về chính mình. Quay trở về chính mình. Thế nào? Ha. Nhưng quay lại về chính mình và hướng tới cái việc công đức mình đã tạo ra rồi lúc đó mà mình mới cho ra. Quý tử nghe kịp không? Khi mà quý tử không quay trở lại cho chính mình thấy những cái công đức mình đã tạo ra, làm sao mình có mình cho ra cho những người khác? Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử phải cảm nhận như vậy đó. Mà khi mà một phút mà quý tử quay trở lại cho chính mình đó, là quý tử nhớ lại hạt giống nào quý tử đã làm với cái công đức đó, việc đó là một việc thiện. Quý tử nghe kịp không? Đó là một việc thiện. Và quý tử mới có nhận ra chia và cho để mình diệt cái tham, diệt cái sân, diệt cái si, những cái đối tượng đó cản ngăn là con đường mình gì chia cho công đức. Quý tử nghe kịp ha? Ở trên đời này nó có hai loại mà đáng chúng ta nhận xét, được chưa? Rồi ở đây chúng ta có hai loại chúng ta đang nhận xét. Thứ nhất á là tài đức hay là pháp phước đức. Cái tính đức cái nào? Cái tính đức tài đức hay là tính đức phước đức? Phước đức không hả? Tính đức phước đức không? Cái đó có chịu nghèo không? Chứ không chịu giàu đâu. Quý tử thấy không? Giờ sư hỏi lại là quý tử thích tài đức hay thích phước đức? Bắt đầu nói thích cả hai nha. Bắt đầu nói lại cái nói ờ như thế thì mình chỉ nghèo không mà không có thế nào mình giàu được đó. Thế bây giờ mình phải nói trở lại gì? Thích cả hai, vừa có tài đức mà vừa có phước đức đó. Bác nè. Thì sư cái tài đức đã có phước đức rồi đó sư. Tài đức là có phước đức hả? Tài có phước đức có tài. Sao? Tài là tiền đó sư. Dạ. Dạ. Nghe tự nó kịp nè. Đến đức, hạnh tạo ra tài sản. Đức hạnh tạo ra phước báo. Tài là tiền. Được chưa? Thấy nha. Cái đức hạnh tạo ra tài sản. Tài sản nó không ai cướp đoạt được lâu dài. Đức hạnh tạo ra một phước báo đưa ta đến giác ngộ giải thoát. Do đó mình cũng thấy hai loại, cho nên là tài đức và phước đức. Do đó đó thì bây giờ quý tử sẽ thấy quý tử chọn cái nào. Đức con tưởng sư nói tài là tài trí, trí tuệ. Tài trí có. Nghe chưa? Yeah. Nhưng mà tôi có cái, tôi tự muốn chọn cái nào? Phước báo. Tôi lấy một cái hài. Vừa tài đức, vừa phước đức. Nhưng lớp học này hay lắm nè. Cái gì cũng bắt vô hết á. Còn cái trí đức nữa. Không phải tham, cái này là pháp dục mà. Cái này là pháp dục, không phải tham dục. Nghe chưa? Lớp học ta là tu hành không à. Ở đây toàn là những người bậc thiện trí thức không mà tu hành không á. Nghe là lo con đường đạo quả giác ngộ giải thoát không à. Không ai mà thích trong đời này đâu mà tham chi mấy ông nè. Mình chụp hiếp hết á. Tháp đặt thiệt bài mà. Tháp đặt thiệt bài lớp học ta là vậy đó. Quý tử nghe kèo ha. Rồi như vậy thì khi quý tử muốn mà làm cái đức hạnh mà tạo cái tài sản này mà được lâu dài đó là từ nó việc thiện. Đúng không? Rồi từ nó việc thiện quý tử tạo ra cái đức hạnh này tạo ra tài sản. Thế từng cái nghiệp nè, chúng tôi làm trong việc thiện, những là việc làm việc thiện đó, chúng tôi làm luôn luôn như vậy đó. Nhưng mà cái phước đức đó là do đó cái việc là gì? Hồi hướng chi cho. Cái tự mới có được phước báo này. Cái tự mới có phước báo này. Cái tự làm việc thiện mà tạo ra tài sản, có khi mình tự không cho. Nhưng mà mình tự cho cái phước báo mà tự cho đó, hồi hướng đó thì quý tử mới có phước đức lên. Quý tử chọn cái nào?
bắt đầu làm tiếp tục đó nha. Hai lần. Hai lần. Tao biết tự thấy không? Mỗi ngày tao học thêm chút. Đúng rồi, phải làm thiện mới hồi hướng được tư cho hai. Ở bữa nay là hôm nay học thập phúc hành tông, học được nè. Nghe lâu rồi mà. Nghe băng đĩa bên ông Lao Ma đem về cũng nghe được. Không có đang nghe được, còn đâu rồi. Rồi quý tử nói cho sư nghe, quý tử làm việc thiện tạo ra tài sản. Rồi quý tử làm việc thiện tạo ra tài sản, quý tử đem cho bố thí, chia cho. Và quý tử đem cho đó, quý tử hồi hướng phước báo cho người quá giả. Thế nào, cho người quá giả, cái người tài tiền, người thân, người sơ của ta. Người ta chia cho, là cái phước đức của tự tâm. Tôi hiểu chưa? Vậy đó quý tử phải làm hai điều đó. Thế là gì? Làm tài sản bởi việc thiện, chân tranh, trong sạch, có tài sản, không ai cướp đoạt. Khi có, mà lại đem cho chia phép báo đến cho tất cả mọi chúng sanh, thì phước đức của tự tăng, tăng lên. Nên nghe kịp chưa? Do đó, con người người ta phải làm được hai điều. Nghĩa là tài đức và phước đức. Phải không nào? Tài đức và phước đức. Như thế thì, trong khi quý tử làm hai điều đó, là quý tử đang diệt cái gì? Nghiệp ma, sanh, diệt si. Quý tử nghe không nào? Còn trong cái đó, quý tử đang giữ lấy hạt giống lại nữa. Giữ lấy hạt giống nữa. Hạt giống này đưa chúng ta cái con đường gì? Giải thoát. Tôi nghe kẹp cả. Khi mà quý tử sẽ thấy, có những lúc quý tử mình quên. Đời sống quý tử mình quên. Quý tử sẽ quên những cái việc thiện quý tử làm. Và quý tử đã có làm qua. Rồi tới khi quý tử ngồi nghiền ngẫm lại đó, quý tử nó không biết một ngày ta làm bao nhiêu việc thiện. Một tuần ta làm bao nhiêu việc thiện. Một tháng ta làm bao nhiêu việc thiện. Một năm ta đã làm bao nhiêu việc thiện cho mình mà cho người, quý tử không nhớ được đó là gì sao? Quý tử không có thưởng. Điều đó cho quý tử sẽ thấy là đó là cái điều thiếu sót. Sót không nữa là gì? Tới cái phút chót á, cảnh quý tử lâm chung nữa, thì muốn nhắc nữa, thì cái phước nào để cho quý tử đi? Hạt giống và phước báo, phước đức, chứ không lấy cái tài đức. Tới cái phút cuối mà ra đi, quý tử chỉ đi cái phước đức mà thôi. Nhưng tôi không đi vào cái tài đức. Tài đức dừng lại trước ngưỡng đấm mồ. Nhưng mà phước đức tiếp tục đi cho ta, có những kiếp tới, được an vui. Mà cũng có cái hạt giống này, từ cái phước đức này, từ có cái đầu hưởng tiếp cho cái ngày kiếp tới, từ đâm đoạn được hưởng được an lành. Tôi không làm điều đó, thì chính cái đó đó, tôi không có hạt giống, tôi không có phước đức, thì vốn của từ ngày ra đi, tôi lên lên tài đức đó, không mang được. Tài sản ta bỏ lại, tiền bạc của cải, ta bỏ lại, ta chỉ mang được cái phước đức của ta đi. Mà do cái công đức của quý tử đã làm là gì? Hồi hướng, chi cho tức là làm. Tôi nghe kịp á. Được chưa? Bây giờ thì mỗi một ngày mà khi ta học xong á, là chúng ta phải có chi cho hồi hướng không? Tôi nghe kịp không? Rồi, nhưng mà suy nhắc quý tử nghe nữa nè. Quý tử nghe không? Dạ. Nghe hả? Nhắc cái nghe của quý tử. Quý tử về cái nhà, quý tử có chi cho phước cho trong nhà không? Chỉ chia cho hưởng phúc cho chiến chiến nhà ông không có về đó trả vô bà cô ăn thì tốn đại dùm nó bụng quá. Lúc mà sư chia rồi là đã có rồi, hồi hướng cho phúc gia đình rồi. Yeah, ở tại đây. Ở tại đây. Nhưng mà tại nhà thì có. Nhân mà bà sư về nhà lại phải nói. Đó, về nhà, thắp cái nén hương lên. Nhưng bắt đầu nói không, cái bây giờ sư bắt đầu ấy. Về nhà thắp cái nén hương. Và bắt đầu bỏ ra 3-5 phút, quý tử bắt đầu chia cho họ hưởng nữa. Thì lúc đó đó, ở trong nhà ta gọi là gì? Anupadana. Đó là quý tử đâu có làm đúng không này? Thiệt lắm, phải đi mua nhang. Chiều nay có làm không? Chiều nay chị có làm không? Sư, vậy là phải đi mua nhang với nhang hoài. Chị có sống là lúc nhang hoài. Thì sư nói vậy phải thăm kia nhang. Nếu mà tự có nhang thôi. Dạ, bây giờ con nghĩ sao sư đốt nhang hoài, con thấy đốt nhang hoài. Lần đầu tiên là chi nhang. Có đôi thời nói là sư qua rồi đốt nhang. Mỗi lần sư về đến nhà bên bà là sư đốt nhang. Thì con nói bây giờ đốt nhang phải đốt nhang. Sư mỗi lần sư đốt nhang của anh mua ra đá. Quý tử phải thấy đó, quý tử phải thấy đó.
tức là bên kia đó sư làm việc xong xuôi cái sư qua đây sư đón cái nhà không nè sư qua đây sư nói pháp rồi là xong xuôi cái sư đi đốt cái nhà sư về nhà bà vô thường vô thường bây giờ con nghe nhà con về nhà cái là con thầy con hướng về chi cho đi sư chị con dạ dạ thôi 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 con rồi quyết quyết báo nào hôm nay tôi được nghe học hỏi hiểu biết Phật pháp tôi ngồi thiền xin chia phước đến tất cả chúng sanh trong đây hồi hướng đến tất cả chúng sanh tại đây người khúc mặt khúc mài như thiên trong nhà hay là căn bản hữu thuộc xa bất gặp ở trên các tỉnh cây sao các nơi quan hiểu phước báo này anumona với tôi chia phước này được phước bằng phước nhân quả cảm ơn sư năm phước ngồi trong xe hả? Ngồi xe cũng có đăng ký trên đường. Trong xe là có đăng ký trên đường, có về trước nhà. Vô nhà đóng cửa lại. Không, vô nhà cũng được, nhưng mà con vô nhà cái đóng cửa lại. Gài cửa chốt khóa lại hết. Rồi bỏ trước có sao. Bật đèn pin coi hết, coi đường quanh có ai còn nghe lét mà đâu có đồng hồ chi chỗ. Kiếm chưa? Sẽ biết với mình không có. Nên nó cũng tự về cái nhà của tôi mua cái bài học liền. Hôm nay là sư mới cho cái chiêu mới. Chiêu cuối cùng. Nó cứ tự quên hoài á, tự quên hoài. Nên tự học bao nhiêu bao ngày, bao nhiêu pháp của tự học nhân về của tự đâu có. Về nó chạy xuống nhà bếp của cô mang ra sao? Trời ơi, nó cũng quá. Có xuống mở tủ lạnh liền. Biết biết cho bài hả? Trời ơi, tôi đâu thừa sẽ không, họ nghe sẽ quá. Thì nói hết lời, lúc đó là chưa nói gặp ghê vậy nè. Nè, chưa? Rồi, khi mà quý vị có hồi hướng, có cho, có chia. Quý vị có hồi hướng, có cho, có chia. Quý vị có thuyết pháp, có thính pháp. Quý vị nghe kịp không? Quý vị nghe sẽ nói à. Thế nên có hồi hướng, có cho, có chia ha, có cho, có chia, các bạn có lại. Rồi tôi tưởng có thánh pháp, có chứng pháp ha. Tôi tưởng nghe kịp không? Thì sau này, hay trong đời này, lúc nào tôi tưởng cũng có thân bằng người thuộc hay là người ta giúp đỡ tôi tưởng từng mỗi lúc, mỗi khi tôi tưởng càng có, có người ta giúp đỡ liền. Tôi tưởng đó nha. Còn khi nào tôi tưởng không cho, không chia. Tại không cho ông kia cũng nó pháp không nó thuyết pháp thì cũng tự khi khổng sự không có ai tới giúp mình cô đơn đơn độc hiểu chưa nhớ nha nghe chưa nhớ cái từ này nhớ nha trong cái pháp mà xem đó giết gà dịch gà rồi tự thấy ông xuân phá đến hỏi với đức phật tại sao có người có đầy đủ thân bằng quyến thuộc mà có người cũng giúp giúp đỡ còn người thì đơn độc cô đơn thì đức phật nói tri kiến không chia không cho không tầm cầu học tri kiến phát triển cho chính mình được mà những người đó không có thân bằng quyến thuộc không người giúp đỡ cho còn nếu mà có mình là chi cho và mình giúp đỡ mọi người thì sau này mình sẽ có người ta tới thân bằng quyến thuộc của mình giúp đỡ cho mình tôi nhớ hả mới tuy nghe kịp không và cái quan trọng nữa là người giúp ta là nhỏ chư thiên giúp ta mới là lớn và nhiều quý tử đừng có quên quý tử nghe kịp hả trời sắp đổ mưa quý tử chỉ cần đốt cái nhang lên đó mì đen nó đi hết trời nắng lại quý tử lập mái nhà nó được không bị mưa quý tử nghe kịp hả quý tử nghe kịp hả quý tử nghe kịp hả hiểu không hiểu không hình chưa quý tử đâu có cạn cạn sạc quý tử đâu có dùng nhang quý tử đâu có kháng nguyện quý tử nghe kịp không tới cái khi đủ chuyện của tử không biết tử khắc nguyện gì cho rồi mưa tới rồi tóc nhà hết rồi mới làm sao là như tử chưa từng quen hồi hứa nên cái quà lý họ chứ giấu chiều ha mây đen bây giờ còn trắng nổi một trời lên nên giấu ha chưa nói ra sẽ nói ra cái gì được không có làm sao nói ra tử nghe kịp không người không làm giờ hỏi người đã làm thì không có hiểu nói ra không người đã làm phải chỉ người người ta làm chỉ là chỉ chưa nãy giờ chỉ chưa dạ, nhưng mà chưa còn cái câu chú nữa trời ơi cả hai chỉ còn cả hai xin nó dạy
dòng nhớ do mà sư không nói vô trung tâm đó. Trời ơi, 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 trời Chân tú và Raja de Wata. Cho người ta học mà. Đề quá ta. Sư giết là sư ác. Chưa kịp đứng ra cũng sư ác. Cho tú mà các cha đề quá ta. Sư phải dạy đọc cho trúng rồi. Cho tú rồi đó. Cha tú mà cha tú ma ha các cha đề quá ta. Raja. Chúng ta kể cái này. Cha tu maha raja devata. Cha tu maha raja devata. Chúng ta kể cái này. Cái chưa? Cái cha là vua. Cái chưa? Cái đầu ghi nghĩa nè. Cái này ghi nghĩa nè. Cha tu nhà cha tu đi xa đó. Cha tu đi xa là tử. Maha là đại. Tử đại thiên dương. Tỉnh cầu tử đại thiên dương. Vậy ông thầy nhiêu đồ đó ông đọc hồi đó giờ ông nói đọc hồi đó mà đọc hồi tiếng đại thiên dương đọc hoài này là mấy thỉnh thỉnh hết lời gần chưa thì con kêu cái thằng câu con ghi cái bản cho nó đọc lên bãi xe nó đọc cái câu đó tỉnh cầu thiên dương cái hữu sự đó mà đều không có đọc một chú này ông đọc ba ly lên ba ly ông đọc ba ly tứ đại thiên dương cha tu ma ha căn cha đề văn ta cha tu ma ha căn cha đề văn ta tứ đại thiên dương tứ đại thiên dương đọc vậy thôi hả sư ngài tứ đại thiên dương ngài biết mình cầu cái gì thưa cầu xin mình cầu gì đó mình nói cái đó nói à cầu gì bây giờ thì cái như như sẽ cầu là một đợt mưa nói chỉ được mưa thì chư thiên đem mưa đi chỗ khác đem mây đi chỗ khác nắng tới dù con bị kẹt xe con đọc câu này đúng không? Lúc đó tới đại thiên dương cho em bài lên. Con mất xe chưa? Mới tự nghe kẹp không? Nhưng mà mới tự thấy không? Mới tự đâu có nghĩ tới đây. Mới tự đâu có nghĩ tới đây. Mới tự không có nghĩ tới đây chỗ chỗ nào. Đâu mới tự không nghĩ tới khi mới tự hồi hướng không nè. Nếu mới tự sẽ nghe anh sư nói không? Vô phúc báo này xin thành kính rồi hướng tất cả chư thiên vui trời đến tất cả ngài tất cả thiên dương nghe kịp không có nhưng bây giờ mới có không bây giờ mới có hồi trước kìa hồi trước xưa giờ có có xưa bây giờ mới hai năm mà dạ mới học có rồi không có hai năm mới tự nghe kịp không do đó nó từ đầu từ đó từ đầu từ bắt đầu tích lấy lại kịp chưa tự nghe kịp không hồi hướng chư thiên chư thiên trong nhà tứ đại thiên dương tứ đại thiên dương tứ đại thiên dương rồi con phải nói lý từ bữa giờ qua vừa không có xin gì hết bây giờ xin nhiều nhiều chè đọc câu đó xóa rồi chưa xóa rồi xóa xóa rồi chưa rồi chưa như thế quý vị đi qua cái phần gọi là gì hồi hướng là quý vị phải giữ lấy hả hạt giống cái tự không hồi hướng là tự không có gì hạt giống đó cái tự mắc hết hạt giống trong cuộc đời cái tự không có phước báo để mình được hưởng an lạc đó cái câu nào của ngài Sivali Sivali là câu gì câu câu tài tài lắm quá hả câu tài lắm hả trời ơi
trời ơi, trời ơi. Sư giữ làm gì? Sư xin tốt hết đi, chứ giữ làm gì? Xà thu xà thu. Xà thu xà thu. Kêu sư đâu phải nói hết cái này gà. Đúng vậy đó sư. Hả? Đúng vậy. Đúng vậy nè. Con linh đây là sư ơi, con chỉ cái chỗ ngổ này Sivali đó. Nó ra đây tận thang ngổ. Nó đây này tận thang ngổ rồi. Hả? Ý nó lên đây tận thang ngổ rồi. Lên đi đi cầu Pháp rồi lên tận thang ngổ. Chị sư ở trên này. Phải cọc cho hết. Cảm ơn chú tử ca nghiệp Sivali. Quý tử ca Sivali đó. Sivali sẽ có 3 điều. Sivali sa samaha vita. Sivali. Sivali có 3 điều. Quý tử nắm. Sivali. Quý tử nắm 3 điều. Quý tử nắm 3 điều. Tức là phai giá. Phai giá. Vô giá. Ba điều quý tử phải nắm á, siêu ly có ba điều quý tử nắm á. Đúng rồi. Khổ đau, phai giá, bệnh tật, sợ hãi. Ngài siêu ly, ngài làm ba điều đến cho chúng sanh là không còn điều sợ hãi, không còn bệnh tật, không còn khổ đau. Quý tử nghe kịp không? Hay chưa? Rồi. Thầy giá. Giờ đó, thì quý tử rồi. Sapadukha. Sapadukha. Sapapaya. Sapavoga. Chưa bắt đầu phải làm đâu. Đúng rồi. Cái nào sư cô? Chữ vô giá là chữ G hay chữ E? G, G A. G A. Tất cả khổ đau. Tất cả khổ đau. Tất cả thì sợ hãi. Tất cả đặc bệnh điều tiêu tan, điều tiêu tan. Ngài Sư Lê được chưa? Khi quý tử muốn đọc cho nhanh á, thì quý tử đọc là Sư Lê sắp đầu cá sắp thay giá sắp đầu cá bên sạch Sư Lê thì quý tử đọc tập tiếp. Vì một ngày đọc mới mấy chục lần. Si qua đi. À, vậy là con biết rồi, mấy cái kỳ của thầy giáo thọ. Giờ sẽ xóa được chưa? Dạ chưa. Còn đang mấy người còn đang nhiệt tình. Đang tập khúc hành tâm mà. Đang tập khúc hành tâm mà. Con biết. Vậy cái này nó bơi ra đảo. Sáp ba gì không? Chụp hình lia lịa không? Gì? Gì? Gia mặt cả nói gì? Mấy người này chụp hình lia lịa rồi đứng giết rồi thì khổ luôn. Thấy không? Đâu có thấy khổ đau đâu. Khi nào mới để khi nào? Không cũng thấy một khi. Phật tử càng lúc càng đông. Gì? Vậy mới không thầy có đọc đọc cả ba. Mấy cái kỳ của sư. Mình làm sư mới mệt. 257 đó. Xa đó, thầy quá trời. 257 được rồi, để ghê. Nhưng mà cô thấy không được ghi. Thầy không được ghi là anh không cho. Đạt nó chứ. Sư sư đừng có chỉ. Thầy nhiều cái bài đó. Thích làm cái nó bài còn luôn. Bài luôn. Nên cô thấy ở trong lớp này không được ghi. Để chút bé. We know, we know, we know sana, 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 we know sana
Làm sao cho ghi lại mới chia phước hồ hay sao anh nọ anh ấy Vinasa 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 Santo Vinasa Santo Vinasa Santo nãy sư biểu đọc ngắn là đọc người ta Sivali Sapadita còn cái đọc kia là bài ba câu dài Siuli chama theo nếu bất tana không chỉ tu số không bất chi gia đình này vẫn đang bị tu sửa ra Siuli chama theo chẳng tha đến mà không chỉ tu số không bất chi gia đình này vẫn đang bị tu sửa ra Siuli này là sai tăng vô năng sáu quả thì là phật pháp và tu mê mỗi 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 siêu cầu cho mình được an lành đến nghe quá chưa đón trước khi giải pháp khi giải là siêu đọc với bị gói đi sao học hoài hoài không thuộc giờ mà bốc đọc mà lấy làm cần gò hoài không có tại không viết ra thành đó tại không viết nghe siêu đọc hoài là không ăn con gỗ có bệnh tật là tiền ra là hết tiền, khổ đau là tiền cũng ra, bệnh sợ hãi là tiền nó cũng ra đi, sợ rõ là đi. Mà ba cái điều đó đọc tới ngày gần chưa rồi ha, là chúng ta qua cái bài đấy đó là số số chết tự tì một hồi tì hỉ chưa đi xa quá nha, cậu đi xa cái này rồi cái này là đi đi tắt à. Cái gì cũng bị la hết rồi. Cô hài sư giả cái gì cũng bị la đòi khổ ghê lắm đòi kẹo tùy hỷ công đức tùy hỷ công đức là phật tử sẽ vui theo đúng không, tùy hỷ công đức tức là phật tử vui theo tài đức của người và phước đức của người là bác ấy cũng khéo cũng được. Dạ, quý vị phải vui theo tài đức của người và phước đức của người mà có. Tôi tin nghe kèm không? Người có tài đức mình phải vui theo. Thì lúc đó đó thì mình mới diệt trừ cái gì? Sự cái đố kỵ, ganh tị với người, diệt cái tự đố kỵ, ganh tị với người. Quý vị nghe kèm không? Người ta có tài đức mình phải anumuna với người ta. Người ta có công đức, người ta có phước đức, mình phải anumuna với người ta. Chứ không có đố kỵ, không có ganh tị. Anh có phước hơn tôi, anh giỏi hơn tôi, anh tài hơn tôi. Mình không có nói cái đó. Lúc nào mình cũng mở lòng mà để mình vui theo với người ta đó. Thì tâm với tự đang diệt cái đố kỵ.
đang gì cái tật đố, đang gì cái ganh tị, tôi đang cái tôi nghe kẹp không? Một lần tôi vui theo với người, rồi tôi diệt một lần thì đố kỵ ganh tị, tật đố với người, tôi nghe kẹp không? Có hai chị em đó nè, chị xấu mà em đẹp cũng ganh tị đó đó, đó tôi tự thấy nó chuyện trường hợp như vậy đó, được chưa? Còn anh dở mà em hay giỏi cũng đố kỵ ganh tị đó, anh em nhà đó. Tôi nghe kịp không? Những cái đó Đức Phật cái đó không có phúc báo là gì, mình không có làm thay đổi tâm ta từ sâu ra tốt, không có phúc báo. Mình tôi nghe kịp không? Và đó cái từ ngữ mà cái từ thường nghe nói là a nu mô đá na từ quay về a nu mô đá na chứ không phải u nô mô đá na. Tôi tự tác ý theo đó, vui theo đó, tôi tự hưởng phước báo như người đó, bằng những người đó, tôi tự nghe kịp mà, tôi tự không nên bỏ qua cái tình chuyện. Rồi, thế thì khi mà tôi tự vui theo cái tài đức của người ta, vui theo phước đức của người ta, vậy là bởi cái chữ nữ a mô đá na, tôi tự nghe kịp mà. Như vậy thì ngay tại đây đó là cái tự này chủng tự tự phát tràn sanh lên. Phụng tử giải pháp từ phát sanh lên, phụng tử giải pháp từ phát sanh lên, phụng tử giải pháp từ phát sanh lên chỗ cái nào? Diệt tật đố là cái tư lực giải thoát con người bổn sẻ của mình, đố kỵ của mình. Cái tên nghe kịp không? Ngay khi mà phụng tử mà khi mà Anumodana là phụng tử giải pháp từ thật thoát ra một lần, phát lên một lần, phát sanh lên một lần. Là vì cái tật đố kỵ của mình, cái chữ giải thoát này đó, giải thoát cái gông cùm của con người mình, đố kỵ giữ chân mình lại, cái tình nghe kẹp ha. Từ đó đó con người mình mới phải thoát ra, mới được là giải thoát được, gần chưa? Rồi như vậy thì khi mà cái tự vui theo với người á, tài đức thì phước đức người có đó, chúng từ giải thoát phát sinh ra đó, thì ngay lúc đó đó con đường tu tự cái gì phát triển tu tiến. Cái tử nó từ từ tu tiến được tiến bộ lên. Ngày nào cũng tôi còn đố kỵ, ngày nào cũng tôi còn tật đố, ngày nào cũng còn ganh tị, tôi từ còn đang gọi là so đo, gọi là hơn thua người ta, thì ngày đó đó con đường tu tập của tôi chưa có phát triển. Tôi tự nghe kịp không? Tôi đang tu tiến rồi. Cái chúng tử giải thoát phát sanh do mình nhìn cử công cùng với tật đố của mình. Tôi tự nghe kịp không? Nghe đi, cái đó thì do đó đó, cái chữ tùy hỷ công đức này. Rồi, cái tự kết hợp, thường thường á, Đức Phật hay nói, nó có những con đôi nó đi kết hợp chung với nhau. Cái tự nghe kịp ha. Khi cái tự cung kính á, thì đi đôi với phụng thị. Cái tự nghe kịp không? Khi cái tự xả khí, cái tự trì giới. Cái tự đi chiếu pháp, thì chiếu pháp. Thì hồi hướng thì tùy hỷ, đi đôi với nhau. Cái tự nhớ như vậy đó. Khi mà cái tự đi đôi với nhau, từ cái và tùy hỷ với hồi hướng đó, hai cái như vậy đó, tôi đang có cái tu tiến. Cứ tự nghe kịp chưa? Rồi chưa? Dạ, dạ, cứ tự có được cái tu tiến, tôi đang có cái tu tiến. Cái đó, cái tu tiến là như vậy đó. Ngày nào cứ tự có cái hồi hướng, ngày nào cứ tự có cái tùy hỷ, ngày đó cứ tự đang có cái tu tiến, chứ cứ tự không có tụt lùi. Ngày nào cứ tự không tùy hỷ, ngày nào cứ tự không có cái trạng thái hồi hướng, ngày đó cứ tự đang thu tục lùi, không có tu tiến. Tự nhớ hả? Nhớ chưa? Rồi, như vậy thì khi mà cứ tự có cái tùy hỷ công đức này, cứ tự nhớ, khi tự có cái tùy hỷ công đức này là nhân sanh đến thì niết bàn. Tự nhiên nhân sanh niết bàn, nhân sanh để đến niết bàn. Ta nghe cái danh từ mà quý tử thường nghe nói Niết Bàn là pháp hỷ lạc đó nè, an vui tuyệt đối, đúng không? Niết Bàn là an vui tuyệt đối.
quý tử nghe kịp ha. Ngày nào mà quý tử có được an vui tuyệt đối, ngày đó quý tử có niết bàn, phải nè. An vui tuyệt đối là gì? Mình có pháp tùy hỷ. Quý tử không có tùy hỷ với mình, và quý tử không có tùy hỷ với người, tử đừng có bao có niết bàn cho chính mình. Quý tử ngồi niệm là được. Tử nghe, không tùy hỷ cho chính mình và không tùy hỷ cho người, chứ người tự không có niết bàn cho chính mình. Tự có cố chấp, tự cố chấp bám giữ, keo kiệt, đố kỵ, ganh tị, làm sao tự có niết bàn? Tự nghe kịp không? Do đó đó, hồi hướng là cho ra và vui theo cái người đã đó có, tự mới xả đi, tự mới đi ra. Tự nghe kịp không? Do đó đó, hai cái đôi đó đó là cái tử nên nhớ hồi hướng và tùy hỷ là nhân sanh đến niết bàn, thì an lạc tuyệt đối, an vui tuyệt đối. Thì tử phải nhớ ngày nào mà cái tử chưa có tùy hỷ, ngày đó thì còn dừng xa niết bàn đó. Ngày nào cái tử tùy hỷ với người, cái tử bỏ cái tôi được rồi, cái tử đến niết bàn một cách dễ dàng. Thì tử nhớ ha, khi mà cái tử tùy hỷ đó, cái tử đang đi tới con đường gì, bỏ cái tôi, vui theo con người, không nè, vui theo người. Mà người là gì? Người là chi? Người là pháp, người là pháp, chứ không phải chế định cho người là tính toán. Cứ tự nghe kịp mà, nhìn người tức là nhìn pháp, còn cứ tự còn phân biệt được người với tôi, từ đó cứ tự không thấy pháp, còn cứ tự thấy pháp, cứ tự định an vui. Còn ngày nào cứ tự còn có chất. Ồ, cái người đó may mắn quá, đừng có thấy người chứ không thấy pháp. Mà pháp gọi là may mắn, đến với chúng sanh đó, lúc đó có thể nhìn thấy cái pháp, mình đến cho lời đó được may mắn đó. Pháp đó mình phải cần tu tập, gọi là tu trí. Tôi nghe kẹp ha, mới tự thấy được điều đó, con đường mới tự mới đi tới với bạn này. Mới tự bỏ cái tôi, nhìn thấy người, đó là pháp. Đó là pháp, mới tự nghe kẹp, bỏ cái tôi, nhìn thấy người, tự mới thấy được pháp. Pháp đó đưa đến tới tìm được gì? Niết bàn. Từ đến niết bàn. Còn quý tử không có thể nào cứ đu theo người ta được, nếu mà tự còn cái ranh giới tôi và người, quý tử không có thể nào đu theo người ta được. Quý tử còn ranh giới tôi và người, quý tử nghe kịp không? Quý tử sang bằng giữa tôi và người, quý tử mới đu theo pháp được. Quý tử phải cảm nhận điều đó. Nhớ chưa? Ngày nào cũng còn có tôi, người, tôi không có vui theo ai được hết á. Tôi vui cho chính mình. Mà vui chính mình là gì nè? Bỏng sẻ, nhận tạc đố với người. Bỏng sẻ người, nhận tạc đố người. Không có thì không được. Còn khi đó sang bạc, người đạt hạnh phúc, tôi cũng hoàn mỹ với người hạnh phúc. Người khổ đau, tôi cũng chia sẻ cái sự khổ đau với người để mình chia sẻ với nhau. Đó là một tự đang hành pháp, đó là gì? Tu tí. Cái tự không làm được điều đó đó, cũng có với bạn sự hỷ lạc, an vui đến với tự được. Cái tự này kêu là, nhờ chưa? Rồi chúng ta đi tới tiếp, đây là gì? Dành đi, chứ kiếp. Dành đi, chứ kiếp. Đó là chân, là chân thật. Chân thật. Trước, là đúng đắn. Dạ, chân chi trước kiến là cái biết, chân thật, cái thấy, đúng đắn. Đó là chân chi trước kiến, cái biết, chân thật, và cái thấy, đúng đắn. Tính nghe kìa ha. Rồi, quý tử thấy cái chân thật, cái thấy, đúng đắn, và cái biết, chân thật. Cảm chưa? Cứ tự thấy cái nào mình biết, biết cái nào mình hiểu, cái đó cái điều đó đang coi. Cái thấy để mình biết, biết để mình hiểu, cái tôi của mình đang còn yếu, đang còn kém, đang còn phải tu. Cái đó là điều nó phải biết. Không cần phải biết cười. Tôi nghe kịp không? Người giỏi, người tài, người hơn, người thua, người kéo, người ôm, mình không cần biết. Nhưng mình thấy cái tôi mình đang còn yếu, cái tôi mình còn đang càng kém,
tôi mình không phải tu thì đó là chăm chi chứng kiến. Cái tôi nghe kịp không? Vì chăm chi chứng kiến là coi lại cái tu của mình cần phải bổ túc cũng được, mình còn yếu và kém gọi là chăm chi chứng kiến. Còn nếu như mà cứ tự mà không có cái đó, tôi không làm được tất cả những điều thực hiện tôi đang cần có. Tôi nghe kịp không? Như vậy thì khi ta nói cái biết, biết chân thật là gì? Cái nào là biết chân thật? Cái nào là thấy chân thật? Rồi, chúng ta nói tới cái biết là cái sáng suốt của mình. Phải không nào? Khi mà người ta nói là kiến, biết mà đúng đắn như vậy đó, ta gọi là cái chân chắn của mình. Biểu kém sẵn. Phải không nào? Cảnh chưa? Tôi còn yếu, tôi còn kém, tôi cần phải tu lên. Tôi thấy tôi còn yếu, tôi còn kém, tôi còn phải tu. Lúc đó ta có chân chi chứng kiến. Còn chưa? Còn cái chân chi chứng kiến ta mới nói câu này. Biết, biết một cách sáng suốt. Không nè. Thấy một cách đúng đắn. Ta gọi là chánh, chân chánh. Thì ta ráp cái từ ngữ là gì? Là gì? Chánh kiến là vô mình. Hẳn nào? Nếu mà vô mình thì không thấy, rồi mà mình thì không có vô mình. Tôi nghe kịp chưa? Thật chưa? Rồi ha. Ông bà vô mình nè, có cái bỏ cái xấu vô nè. Còn có vô mình, mình là có cái vô mình, là chưa? Rồi nha. Rồi, cái vô mình thì ta gọi là gì? Bác liễu trì. Bắt liễu trì. Cái bên là gì? Liễu trì. Đúng không? Thả em nè. Cái tử nghe kìa ha. Thật chưa? Như vậy thì khi mà quý tử thấy cái sự chân thật đó là quý tử phải có cái sự sáng suốt liễu trì. Cái điều đúng đắn. Thả em nè. Thật chưa? Rồi. Như vậy thì ở đây ta gạt vô lại. Tại sao ta phải xả thí? Tại sao ta phải xả thí? Không giữ được. À, không nè. Khi mà quý tử thấy chữ xả thí đó, và quý tử biết được cái tại sao ta phải xả thí, thì quý tử không giữ được cái gì trên đời này. Giữ không được, muốn giữ không được. Thì thôi, bây giờ mình thấy mình giữ không được, thì muốn giữ không được, thì cái việc xả thế đây cho rồi. Nói này hay quá nè. Quý tử nghe kịp không? Thôi, quý tử thấy hai cái trường hợp. Giờ sẽ nói với cái này. Cho và không cho. Cái nào quý tử thấy dễ cho? Dễ làm nè. Cho và không cho, cái nào dễ làm? Giờ sẽ nói nghe nè. Cho và không cho. Cái nào dễ làm? Cái nào dễ quá là cho cái là cho và không cho, cái nào dễ làm? Cho dễ làm khó. Cho dễ làm. Mình dám cho cái thân hơn. Vậy sẽ hỏi nè. Vậy sẽ hỏi nè. Cho và không cho, cái nào dễ làm? Tùy lúc, tùy thời. Tùy trường hợp, tùy mối quan hệ, mối tùy quan cảnh. Tùy điều kiện, tùy cơ hội, tùy người, tùy duyên. Lúc mà sức có, sức mới cho. Có. Cái nào cũng được hết, anh nói ra hết. Tùy ra một hơi luôn. Rồi nè, rồi chưa? Nhưng mà tặng cùng trong đáy lòng của mình á, là cho và không cho, cái nào dễ làm, sẽ nói thôi. Dễ hay khó là do cái tâm. Rồi, bắt đầu nãy xưa rồi. Ôi, người ta nãy xa lắm. Người ta nghe kịp không? Được chưa? Người ta thấy không? Cho và không cho, cái này dễ làm. Cho dễ làm. Vua lo sẽ vua qua. Vua lo sẽ vua qua nữa. Cho hai cười. Muốn cho là cho. Vua lo sẽ vua qua kìa, có hai. Cho dễ làm. Cho dễ làm. Chưa? Rồi, cho đây sẽ thấy là nha. Cho, đây là nha. Đúng rồi, không phải cho cái tài. Ý,
mà cho cái bồ sẻ đi, cho cái đồ thị đi, không giữ lát nữa, cho cái keo kiệt đi, đúng nè, cho cái rít rắm đi, rồi nè, cho cái giữ lấy lại đi, giữ lấy đeo miếng đi, để cho, còn không cho thì giữ lấy cái đó, thì cái là cho. Cho hết à? Có đâu cho sư. Cho sư rồi, nghe đọc sư đổ hết rồi. Nghe đọc sư đổ hết rồi. Để từ từ, có, từ có, từ có, cho chứ. Cho sư chứ hả? Thế là gì cho sư hết? Không có, đừng có nói vậy, tôi sẽ đổ chùa, nó đổ chùa. Không, không, đừng có đổ thừa vậy chùa. Nè, bây giờ mình có bổn sẻ, bỏ bổn sẻ là mình xả thí. Xả thí con người của mình, sửa đổi con người mình. Mình có đố kỵ, mình xả thí, cho cái đố kỵ nó đi, không có giữ nó nữa. Mình có keo kiệt, cho nó đi, cái lòng mình keo kiệt, nó nhiều loại keo kiệt, chứ không phải là một loại, đúng không? Dạ. Rít rắm, giữ lấy, níu, đeo níu, giữ lấy những gì đó mình cho hết. Thì lúc đó, cái chuyện to đó, nó đi đến cái gì? Giải thoát. Dạ. Vậy giải thoát cái gì? Giải thoát cái trì kiến. Đừng nghe kẹp ha. Giải thoát trì kiến. À. À. Do đó cái trò đó khó trò lắm, khó làm lắm, không phải dễ làm đâu. Đừng nghe kẹp cho tài sản ở chung vậy. Cho của cái dễ dàng nó năng chi, còn cần phải bàn. Cho này khó làm. Khó dễ làm lắm, không phải dễ làm, mà làm được đó đó là cái tự giải thoát chi chi kia đều nếu bám giữ hàng triệu kiếp luân hồi mình giữ lấy quả cho chân đế hay cho siêu thế nói đi nghe kịp ha, phải chưa? Chỗ đó cho này khó cho, không dễ làm, không dễ làm, không dễ làm. Khi mà giải thoát được cái đó, mình cho hết cái này được đó, thì mình mới giải thoát được chi kiến. Được nghe kịp không? Mà giải thoát được chi kiến, quý tử mới được giải thoát tam giới, giải thoát thì thế. Quý tử mới giải thoát được thì thế, rồi mới được là gì? Niết bàn, niết bàn, siêu thế. Kịp chưa? Do đó không phải dễ làm. Mày dễ làm dạ. Nhiều kiếp, nhiều kiếp lắm. Khó lắm. Một chút xíu, một chút xíu mà đố kỵ thôi cũng làm cho cái tử ở lại trên đời đó. Đố kỵ thôi đó. Hả? À, tôi biết, hồi nãy tôi biết tôi tới sớm một chút xíu, tôi ngồi đầu tôi thấy chữ bỏ. Sự biết đấy. Tôi đã hẹn 5 phút rồi, mắc hết phần đầu rồi đó. Thiệt tình. Thiệt tình. Tôi thấy đúng không? Còn nói chứ, mở lớp sớm quá. Còn nói rồi. Ghế bộ vào mặt. Hiểu không? Không nói, sẽ nói đó. Hiểu không? Sẽ nói không? Sẽ nói không? Sẽ nói không? Đúng không? Đúng không? Đại sẽ nói không? Đó, mấy tự cái kia mà. Ngày đó đó, cái tự cho, phải cho. Cái tự cho mà cứ không cho. Cái tự cho những cái gì mà tự cho được đó, là cho cái hiệp thế. Còn quý tử không cho được những cái gì mà quý tử còn đang giữ lấy đó là quý tử cho cái niết bàn thì thoát quý tử không cho. Nên quý tử không đến niết bàn được. Quý tử không đến niết bàn được. Quý tử nghe kiểu cái gì quý tử cũng cho được hết. Điều kiện không điều kiện, thuận lợi không thuận lợi, người hay người, đủ duyên không đủ duyên, quý tử cho được hết. Nhưng quý tử không thấy cái cho, quý tử cho cái đó là cho cái tri kiến của mình phải làm. Quý tử không cho, cũng là cho những cái gì của những ngoài cái chi kiến của mình, quý tử là cho, do đó quý tử không được niết bàn. Thì đến niết bàn có cho sư? Quý tử hiểu xin nói không? Do đó đó những cái gì mà quý tử đang cho là quý tử phải nhìn lại cái chuyện đáng phải cho. Thì cái chuyện đáng phải cho đó thực sự khó dễ làm, không dễ làm. Quý tử nghe kèm không?
Nếu mà tôi cho được á, hôm nay tôi tiếp bạn rồi. Tôi nghe kìa bóp. Thì cái này nó thuộc về chân đế, không thấy nên cho không được. Ờ, không thấy. Vậy mà nó thấy mình á. Không thấy mình mà còn yếu. Thấy mình còn đóng kém. Thấy mình còn phải tu. Còn đó chưa thấy chân đế. Chưa thấy chân đế nữa. Cảm muốn nói ra nữa à. Tới Niết Bàn là phải tiếp tục cho ra nữa phải không? Tiếp tục cho ra chứ Đức Phật cho. Đó là Đức Phật. À, tiếp cho phải cho. Cái kia nè. Do đó khi mà nói tới chi kiến á, mà chân kia chứng kiến á, thì cái tự sẽ biết và thấy. Mà thấy là phải sáng suốt. Mà biết đó, mà thấy của mình ra phải sáng suốt, cái biết của mình phải sáng suốt. Mà cái chánh của mình phải đúng đắn á, là tỉnh kiến. Cái tự thấy không? Tỉnh kiến là con đường để đến bắt chánh đạo không nè. Tỉnh kiến, chứ còn để đây chưa hết. Chưa hết nè. Rồi, cái biết của mình nó phải sáng suốt. Có phải là gì bên phải không nè? Diệt vô bên phải không nè? Cái tên nghe kêu diệt vô bên là liễu tri. Chữ đó xả thí là mình không giữ được. Tại vì mình biết tất cả những điều gì mình giữ không được. Mình giữ không được. Cái người mà không có một cái chi kiến biết đó thì họ không xả thí được. Tại vì họ nghĩ là tất cả họ đều giữ được. Họ đều giữ được hết á. Thì người không có cái chi kiến đó thì ta gọi là chưa giải thoát chi kiến. Họ nghĩ tất cả họ đều giữ được hết á. Họ giữ được hết tất cả. Thì chính cái đó đó, họ cố giữ và họ không cho. Thì cho như vậy đó, không phải dễ làm. Tôi nghe kịp chưa? Cho nhiều mà chưa làm. Cho gì là khó cho. Người cho là khó cho đó. Nói xin nè, người ta nói tới ta giữ lại cái câu nói của người ta. Người ta nói với mình á, thì giữ lại cái câu nói của mình. Người ta nói giữ. Thì nó không giúp cho, mình không giúp cho. Cái đó mình phải không giúp cho. Đúng nào, quý tử nghe kèm không? Thấy không nè, quý tử không giúp cho. Những cái gì người ta nói với mình, không giúp cho. Giữ lại hết. Rồi mình giữ lại của không được. Tại vì mình giữ không? Không giữ được. Không giữ được. Được chưa? Mà không giữ được á, thì mình không có vượt qua được cái hàng ranh giới của tam giới. Thì mình không có qua được cái hàng ranh giới tam giới. Nhưng mà mấy tử nghe kịp không? Xả thí thì mình không giữ được. Mà mình không chỉ giới, mình không qua khỏi cái ranh giới của tam giới. Được chưa? À, quý tử thấy nè, quý tử thấy hai cái đó rồi đó, được chưa? Rồi, và chưa? Thì xóa tiếp mà, thì xóa tiếp. Rồi, quý tử không xả thí là vì chúng ta không giữ được chi cả. Mà quý tử không chi giới. Quý tử nghe kịp không? Rồi, quý tử tu tiếp. Quý tử tu tiếp. Nghe nè, quý tử không có tu tiếp. Quý tử ở trong bổ khổ đau. Yeah. Không có tu tiếp, quý tử trong bổ khổ đau. Vậy chưa? Rồi, quý tử không cung kính. Quý tử không cung kính. Quý tử không cung kính. Không có xứng là người. Không xứng là người. Quên nè. Rồi, tự thấy rằng là cũng vậy. Cũng thấy, rồi chưa? Không thấy Phật Pháp. Rồi chưa? Rồi, thứ sáu là quý tử không có thuyết pháp. Hạt giác ngộ không có. Hạt giống giác ngộ không có. Rồi chưa? Thân có thuyết pháp. Không có đường giải thoát. Không có thuyết pháp, không có đường giải thoát. Được chưa? Rồi, quý tử không có hồi hướng. Không có hồi hướng. Không cô độc. Cô đơn. Chi kiến. Bây giờ những người cô độc là ngày xưa có hồi hướng. Cô độc.
cô đơn về chi kiến, về chi kiến, phải chưa? Thứ nhất, tùy hỷ bắt tội nguyện, chi kiến sống trong bắt tội nguyện. Được chưa? Đó, mới tự cho lại trần trì chi kiến, nó cho ta lại chính cái pháp đó đó. Rồi chưa? Quý tử ở trong coi có pháp nào? Quý tử pháp bên này thì quý tử có trần trì chi kiến. Quý tử có pháp bên này chưa, chưa sửa đổi chi kiến của mình kinh chân chánh. Rồi chưa? Bên đây là nhân, bên đây là nhân, bên đây là quả. Cái từ có nhân á thì từ có quả, mình nhìn thấy quả mình biết được nhân của mình đã ra tạo. Hồi chưa tôi tự quan hệ chưa này học tem về cái việc thiện này quan hệ quá à, quan hệ quá à, cái tự quan hệ là rồi rồi như vậy thì quý tử thấy xả thấy, quý tử thấy việc xả thấy này là gì? Quý tử không giữ được gì cả, không giữ được gì cả. Quý tử trì giới là gì? Tự tử muốn ra khỏi tam giới, nếu không trì giới không ra được tam giới. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không có tu tập á, không có tu tiến, muốn được an đạo, quý tử sẽ ở trong bốn cái đường khổ đau. Quý tử nghe kịp ha? Cái tự không cứu kính, không trở lại làm người, không trở lại làm người. Cái tự không phụng thị, cái tự không có Phật pháp. Phụng thị lời giải Đức Phật mình không có, không có Phật pháp, không có Phật pháp. Thuyết pháp là tự không cái gieo hạt giống giác ngộ. Thuyết pháp tự nếu mà tự không chịu thuyết pháp, không nói pháp, cái tự không giống giác ngộ. Phải có giống giác ngộ. Và quý tử phải thích pháp để mình biết được con đường giải thoát, đường nào mình phải đi. Tự nghe kẹp không? Rồi quý tử có biết hồi hướng á, là quý tử sẽ không bị chi kiến cô độc. Có những người chi kiến cô độc, chi kiến cô độc, cô đơn thì quý tử biết chi kiến gì không? Bảo thủ, cố ngủ, không thay đổi, không cải cách, cho nên là chi kiến cô độc, cô đơn. Chi kiến của mình cô độc, cô đơn là gì nè? Bảo thủ. Mà khi mà quý tử không có tùy hỷ công đức là cái chi kiến quý tử luôn luôn sống trong trạng thái bắt tội nguyện, bắt tội nguyện, không có quyền không, không có quan hỷ, bắt cứ quan hỷ vấn đề. Con người sống trong cái sự khay ước bực bội chán chường, bắt tội nguyện, bắt dục ý, không quan hỷ, không có vấn đề gì cả. Thì cái chi kiến của mình là gì? Không có tùy hỷ công đức. Quý tử nghe kịp không? Rồi chân chi chi kiến là minh sanh diệm vô minh giác ngộ giải thoát. Rồi chưa, chúng ta có này, ta học được 10 cái diệm thiện tạo ra phước báo, sửa đổi cái chi tâm, cái tâm chúng ta từ xấu ra tốt, chấm dứt sanh già đau chết, con đường phước báo nhanh thiền giải thoát. Đừng nghe kịp đâu. Sư nói 10 cái, 10 cái phước báo mà sao thì có 9 rồi sư? Mình sanh diệt vô mình. Chị cũng phải la nữa. Vậy là mỗi ngày mình phải làm 10 cái. Nếu không làm thì mình chưa tới lớp 10. Học lớp 9. Mình tự đang lớp 9. Quý tử là lớp 8, quý tử là lớp 7. Dễ làm không? Quý tử thấy dễ làm không? Trong 10 cái chỉ làm cái số 10. Dễ làm không? Bạn thấy dễ làm không? Khó làm không? Chưa có cách nào mà tém tém rồi để cho nó gọn. Tém rồi à? Tém tém rồi à? Chưa? Quý tử muốn trong đường ở trong đây quý tử thấy hai cái con đường nào, hai cái mấy cái pháp này, quý tử có hai pháp, quý tử phải nắm thật tốt, quý tử đừng có quên hai cái pháp là pháp 10 chân vị chi kiến và pháp thứ ba là tu tập thì mới làm được hết. Không có
không có chi kiến và không tu tập thì mình không thực hiện được 10 cái phương pháp này được thành tựu phước báo để chúng ta gặt hái được. Thì nghe kịp ha, 10 cái pháp này có hai cái pháp mà chúng ta cần nắm bắt, là nhất là gì? Chi kiến và tu tập hay là tu tiếp. Khi mà tự có tu tiếp, tự có xả thí, tự có trì giới, tự có cung kính, có phụng thệ, có chi kiến, tự có trì giới, có xả thí, cung kính, có phụng thệ. Tự nghe kẹp không? Còn tự không làm hai cái pháp đó làm nồng cốt, căn bản đó, thì 10 pháp này tự mênh mông rộng rãi đường đi và nó lệch hướng lạc lối, nên gọi là không có tém tém là được. Tu hành cũng tách tép là không à, sợ nó loãng ra, cô động lại như thánh nó cốc dừa vậy. Để nghe kẹp chưa? Rồi, trong 10 phương pháp tạo cái phước báo này thì tôi phải nhớ hai điều luôn luôn là thanh lọc chi kiến. Mình tự nhớ à, luôn luôn thanh lọc chi kiến. Mà thanh lọc chi kiến là sự nhắc cho tự nhớ tôi còn yếu, tôi còn kém, tôi cần phải tu. Tự nghe kẹp mà phải nhớ cái đó. Khi nào mà quý tử mà thấy tôi còn yếu, tôi còn kém, tôi còn phải tu á, là lúc đó quý tử bắt đầu là trao dồi chi kiến của mình lên. Và khi mà trao dồi chi kiến mình lên á thì mình phải cần phải tu tập, tu tiến. Và tu tiến á thì tự sẽ làm những phương pháp còn lại trong 10 phương pháp tập phục hành tâm. Kịp chưa? Kịp chưa? Nắm được chưa? Được chưa? Dạ. Khi nào có thể nói tôi mạnh rồi, tôi hết sợ rồi, tôi tu hành rồi thì khỏi cần sửa chi kiến. Nghe chưa? Tu mạnh rồi, tôi hết yếu rồi, tôi không có cần phải tu nữa, tu đã thành. Vậy là tốt nghiệp rồi đó. Hả? Vậy là tốt nghiệp rồi. Thì tốt nghiệp rồi đó. Cũng tốt nghiệp, không tốt nghiệp cũng được đó. Mình tự nghe kẹp không? Còn khi nào mình tự thấy cái chi kiến của mình á, mình coi chi kiến mình đó là gì? Tôi còn yếu nè, tôi còn kém nè, tôi còn phải tu nè. Như đó đó. Thì lo. Hả? Cái gì? Xem nghe. Tôi nghe kẹp không? Rành chưa? Mười phương pháp này là quý tử đang làm một việc thiện. Tôi đang làm một việc gì hay là cái tử đang làm một việc muốn được giải thoát. Cái tử nghe kẹp không? Hai cái nó khác à nha. Cái tử nghe kẹp không? Khi nào mà cái tử muốn làm một việc thiện, tôi làm 10 phương pháp này một cách đơn giản và muốn giữ lấy tất cả. Còn cái tử làm 10 phương pháp này mà cái tử muốn giải thoát là cái tử làm với ba lập. Nghe kịp à? Dạ, cứ tự nhớ hả? À. Hiểu không? Xa. Dạ, tự làm việc thiện mà không có ba lâm mặt, tự không làm được. Rồi, tự sư chỉ coi khi nào tự làm việc thiện chứ ba lâm mặt. Nghe tự làm việc thiện hay là tự làm việc ba lâm mặt, tự coi thầy cáo. Cái thiện, nhà cái ba lâm mặt. Rồi, thấy chưa? Rồi, khi mà quý Phật tử đối diện tới một cái trường hợp chữ xả thí, quý tử xả thí, quý tử làm việc xả thí, quý chỉ cho ra là quý tử đang làm việc thiện. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà cái chuyện cho ra, quý tử cho dễ dàng, tự làm việc thiện nó dễ. Nhưng mà khi mà quý tử thấy cái việc cho ra là xả thí, quý tử làm không được. Lúc đó quý tử phải cố gắng làm. Thì ngay khi sự xả thí này, quý tử đang hành cái gì? Một cái tinh tấn ba lần mà. Cố gắng. Phải cố gắng. Quý tử mới làm được. Chứ không phải cho được. Thì lúc đó, quý tử sẽ thấy cái chuyện xả thí là ta phải tinh tấn ba lần mặt mới được. Thì lúc tử đang làm cái đó là đang làm ba lần mặt, chứ không phải làm cái chuyện thí một cách thông thường. Hiểu chưa? Rồi chưa? Rồi ha, rồi nha, từ từ.
hay là ngừng ở đây được rồi. Tiếp theo. 10 cái. Đâu đâu không phải 10 cái. Chỉ một cái xả thiết này thôi. Thì tôi nghe à. Rồi, tiếp mà tôi cho ra. Tôi cho ra cho cái gì? Thế là tôi cho ra tài. Thế là cho ra tài. Hay là ước. Đúng không? Nãy mình biết rồi đó. Thấy chưa? Rồi khi có người nó cho ra cái thiệt thiện cho tài sản. Đúng không? Thấy chưa? Nó cho cái tài sản. Còn người ta cho, người ta chia cái phước báo họ cho đến chúng sanh. Họ hưởng phước báo cho chúng sanh. Thì quý tự sơ tay với cái trạng thái mà tài sản này. Đúng nè. Chỉ quý tự nói chứ. Ta cho tài sản này với một cái ly dục ba la mã. Thấy chưa nè? Rồi, khi ta cho cái phước báo này với một cái hành xả ba la mã. Tự đang hành ba la mã. Thì mới tự thấy ba la mật tự bực bao nhiêu rồi trong một cái biển xả thế thôi mà được ba cái rồi. Ngừng ra đây được rồi ha, nhiều quá mới tự nhức đầu lắm, học nhiều không muốn nên nha, sẽ thấy vậy đó. Ngày mà học nhiều quá không được chút chút thôi, ta nghe kiểu không nghe tôi thích, càng nghe thấy thích ta nghe kẹp ha, nghe chưa? Đó, những cái này á là ta được compare, ta làm bạn so sánh. Cái tự sẽ thấy, cái tự thấy khi mà tự xả thấy, cái tự ở dưới nào ra liền. Và người mà Bồ Tát, người Bồ Tát sẽ nhìn các chúng sanh đang làm việc xả thấy này, loại thiện hay là ba la mật nhìn thấy biết gì. Được chưa? Cái tự cho ra biết cái nào? Cho ra trong việc thiện báo nè, hay là cho ra trong cái tinh tấn ba la mật. Hả? Tôi cho ra trong việc thiện, đáng cho, phải cho, nên cho, thì chuyện cho, cái đó tôi cho việc thiện. Khó cho, phải cho, nỗ lực thì cho. Thì tinh tấn ba la mật. Thế hiểu không? Ai có tinh tấn ba la mật? Ai có? Rồi chưa? Rồi. Đáp theo cái câu cô Tịnh Nàng nói ra, bắt theo để trả theo tiếp nè. Tôi chưa có tinh tấn ba la mật. Còn bây giờ mình mới nói chứ. Ồ, tôi ba la mật của tôi không phải loại này. Đúng không? Đáp cái câu tinh tấn tôi phải loại này. Cái đó tôi không có cho nữa. Cái tinh tấn của tôi, cái ba la mật tôi là trí tuệ, đó kìa. Bởi đó có tự sai thấy. Thế thì khi mà quý tử không có nghiệp để làm cái ba la mật này, chỉ tôi đang làm cái ba la mật mình thôi, thì lúc đó có cơ hội 10 ba la mật mình cũng làm đủ. Mình thiếu số. Quý tử hiểu không? Dạ, đúng rồi, thành ra không có ba la, không có trí tuệ luôn. Do đó khi mà mình là trí tuệ ba la mật là mình đã nguyện với Đức Phật, chúng Phật thờ Phật, Phật Thế Tôn, con xin phát nguyện từ đây cho tới chết lúc nào con cũng hành nguyện ba la mật trí tuệ. Quý tử nguyện cái gì xong, quý tử bước ra vườn đường thấy người ta té, này phải trí tuệ ba la mật. Cái này là phải loại tinh tấn ba la mật mới làm cái mình đi. Nên khi mà quý tử đọc kỹ ba la mật thì cô hai mới nói sẽ đưa cô hai những kinh sách ba la mật bấm ra. Cô hai thấy quyển ba la mật ha, bắt đầu á, cô hai nói chứ, ủa đọc xong ba la mật thấy sư có hết 10 cái ba la mật, cái nào khi cũng có hết rồi, phải không? Yeah. Mới tự hiểu chưa? Cái cốt lõi của mình giảm dữ đấy, nhưng mà khi mà bung ra cái ba la mật nào, đến lúc đó quý tử phải thực thi liền, là quý tử có cơ hội bổ túc ba la mật trong những kiếp quá khứ mà hôm đó nay mà chưa biết, bổ túc lại lúc bây giờ. Ba la mật này dẫn lên thì ba la mật kia đổ ra túc đầy lên, mau giải thoát hơn. Còn đợi đó
kiếp sau tôi làm ba làm bậc tinh tấn, kiếp này tôi chỉ bọc ba làm mặt thôi, thì có tự có kiều hội được không? Được, nó dài không? Dạ. Giờ muốn ngắn không? Ngắn, đập đâu làm đó. Hiểu chưa? Phải chưa? Rồi, quý tử nghe kịp ha. Rồi, khi nói tới xả thế này, ta nói như vậy rồi. Thì tôi nói thí dụ ha, và cái thứ hai, trì giới ba la mật. Nhớ là quý tử trì giới việc thiện là phước sanh nhân thiên. Đó nè, trì giới, ngũ giới, tám giới, phước sanh nhân thiên. Quý tử nghe kịp ha. Nhưng mà bây giờ quý tử nói là ba la mật, nói kìa. Và qua cái ba la mật. Như thế thì trì giới, có tự trì giới được không? Tự trì giới nổi không? Tự trì giới khó không? Khó lắm. Biết nè, như thế thì lúc đó quý tự sẽ không làm trì giới thiện. Mà quý tự trì giới ba la mật, trì giới ba la mật. Cơ sở đức ba la mật thì giữ giới này mới giữ được. Còn giữ giới thì cái nhân thiên đức nguyện lại. Quý tử nguyện đức giới nguyện lại không? Đúng không? Giới quý tử đức quý tử nguyện lại được không? Được. Nhưng mà đức ba la mật quý tử nguyện lại được không? Không. Do đó đối với cái trì giới thiện và người hiểu biết là Bồ Tát thì phải trì giới ba la mật trong trì giới thiện. Thiệt không? Được chưa? Trong trì giới thiện, người hành giới, trì giới ba la mật. Quý tử nghe kẹp ha. Như thế thì khi quý tử nguyện giới, quý tử nguyện giới với vị thầy, vị sư, giáo thọ, hay quý tử nguyện giới trong vị bằng thờ Phật, bộ tối, trước quý tử đi ngủ. Thôi nói thì phải đầy đủ rồi, đủ nhận mình nghĩ được một thiện đi. Đủ chưa? Trước khi quý tử đi ngủ, trước khi quý tử đi ngủ, sáng á thì quý tử trì giới thiện, quý tử nghe kẹp không? Sáng quý tử trì giới thiện, tối quý tử trì giới ba la mật. Tu nguyện trì giới này là trì giới ba la mật, vô ngủ có đứt đâu. Hiểu chưa là quý tử được bỏ hai ống thiện ba la mật. Dạ. Một cái trì giới là quý tử được hai trì giới thiện. Trì giới thiện. Tối mình trì ba la mật cái sáng mình rút lại hết rồi. Không sáng cái đổi qua trì. Tối cái trước khi đi ngủ sáng ba la mật thiện. Hiểu chưa? Rồi. Không sao. Làm vậy được. Tối nay tụi ba la mật nó cho coi. Vậy là sáng làm giới tối là tối. Có thể nghe kẹp không? Hiểu chưa? Do đó là quý người tự phải biết. Còn không biết thì không làm được. Không ai dám nguyện trì giới ba la mật hết á. Vì đời sống hàng ngày thì chỗ nào mà thực hiện cuối ngày. Quý tự nghe kịp ha. Quý tự phải biết cái đó. Quý tự mới có điều kiện. Quý tự bổ túc ba la mật quý tự mới được. Thì cái con đường mà ba la mật quý tự muốn nhanh được thì bổ túc đầy đủ hết hai bên. Vô chỗ nào quý tự cũng bỏ hết con đường của mình dẫn đi, của cái ba la mật của mình có. Tôi phải bỏ hết tất cả. Quý tự nghe kịp ha. Như vậy thì sư có ở đây nó có 6 cái du lịch ở đây phải không? Nhà đá, chánh điện, 3 cái du lịch kế bên là 5. Cái clip shop, sư ở bên cái nhà đá thôi, sư không có để mấy cái này không? Không. Bây giờ có hết. Thì không vậy. Thì có 3 la mật, thì có 3 la mật không nè? Dạ, 3 la mật. Thì tự có 3 la mật không? Đúng không? Dạ. 1 thành 3 đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Ví dụ như quý tử nguyện là chỉ tại ba la mật thì tôi có thêm 2 đi dùng và chỉ nguyện. Thì là quý tử có 3 la mật. 3 la mật. Nhớ hả? Khi qua 3 la mật đó thì quý tử còn lại bao nhiêu? 7. Còn một bộ tốt, bộ lúc. Với 3 cái này thẳng đi. Tên nghe kịp chưa? Rồi ha. Rồi chi giới. Ban ngày trì giới thiện, ban đêm trì giới thiện thì trì giới ba la mật. Nhớ nha, quý tử không có nói trì giới thiện không được á. Trì giới thiện thì trì giới ba la mật. Trước khi dễ tốt là được đó.
Vậy là sao còn nguyện? Thì thôi không nhất gì với ba lâm mặt hôm nay rồi sẽ... Sleepwalker. Ban đêm mấy người bị bệnh sleepwalker. Đã ra rồi, sleepwalker. Rồi, 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 có nghĩa là mình sẽ làm mỗi ngày mỗi ngày đó, mỗi ngày mình tối cái đó là thêm thêm ba lần thêm cái đó là để bù đắp làm thôi làm đó mình đã nói làm đó cái nguyện nguyện cái pháp nguyện nguyện cái pháp mình gì á mình làm thế gì coi nha giờ sẽ nói như này chỉ có tự dính chiếc xe giờ sẽ nói thí dụ như chị cứ tự dính chiếc xe mới tinh nè mà nhà không có xe garage không có nhà xe giống như chiếc xe trên kia mới tinh nó đậu trên đó trên lầu ngõ xuống không thấy được cái chiếc xe vàng vàng không trước cửa đó nó mới tinh nè đó thì sợ thấy ba la mặt mất sao phải không ba la mặt sáng nào sáng chưa thiên thử rồi đó rồi chưa thiên lấy mới tinh nghe kìa những cái mà về đêm những cái trời đen tâm của mình hay săn cái người mà tâm hay săn tối nguyện tâm từ ái ba la mặt để ngủ là đâu săn nữa cái kịp không vậy đức thấy nay đệ tử này mai lên không có vậy cái đó là đáng ý không khéo đó đáng ý không khéo đâu đó là buồn khéo cái đó là buồn đất nào mình qua được đó không cách nào qua được đó thì mình phải tìm cái là anh chứ còn không thì không có con đường của tự đi. Dạ đúng, cái này dễ mình làm được. Mình tự mày hiểu không? Đúng. Mình nào có tự học được cái cách đó chưa? Đừng nói cho mày em mà. Tát cái khôn khéo. Và cái tát cái khôn khéo này do mình có lập trường chân chánh chứ không có là bất chánh. Không có ba lê. Tức là mình có lập trường chân chánh là gì? Mình quyết lòng muốn được giải thoát nhưng mà ba la mặt nhiều cái khó không thể thực hiện được đó phải biết cái con đường mình phải đi thì mình mới ra được còn không mình không có đường mình đi cái tự nghe kèo không bây giờ cái tự đi ba cái ba la mặt đó một kiếp này hay là cái tự đi 10 ba la mặt trong kiếp này đi 10 cái luôn đi một hỏi cái info ha vừa làm vừa mất vừa đòi hỏi cái info đi ba la mặt trong một kiếp này hay là tự đi 10 cái ba la mặt trong kiếp này mười cái dư để phụ trợ mười cái dư phụ trợ quý thính nghe kèm không Đức Phật ngài 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để bổ túc tại sao ngài còn phải có 100.000 đại kiếp để bổ túc thì 4 A Tăng Kỳ mà ngài đã xuyên suốt nếu mà ngài gãy cái nào còn 100.000 kiếp để bổ túc nếu mà ngài không có bị gãy đó thì ngài có cần 100.000 đại kiếp để bổ túc không đầy đủ hết rồi đó thành tựu hết rồi 4 A Tăng Kỳ là ngài đạo quả luôn hay là ngài cần phải trú 100.000 kiếp để toàn bổ túc đó không có biết được đầy đủ không do đó nghiêm luật của một vị chánh đẳng chánh giác hay 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp lúc nào cũng phải tinh tấn đức tin của vậy đó do đó đó giờ mình phải biết con đường mình 100.000 đại kiếp này với 4 A Tăng Kỳ này mình phải đánh liền lúc nào cũng phải cần có hiểu chưa rồi chưa rồi khi mà quý tử trì giới chấm sắc sanh thế nè quý tử đọc nguyện con không sắc sanh quý tử nghe kẹp không quý tử bảo tiên à từ tới bằng thờ Phật tối nghe tới bằng thờ Phật tối bạch Đức Thế Tôn xin quy Phật quy pháp quy tăng nguyện tránh sắc sanh trần cảm hạnh cũng bắt đầu cũng tan từ từ cái bạch Thế Tôn con xin nguyện Phật quy pháp quy tăng là thứ nhì là thứ ba con xin thọ trì giới ngũ giới hôm nay với nhân thiện và nhân ba la mật thứ hai tôi nghe kẹp chưa cái thứ ba con nguyện cấm sắc sanh con hành từ ái ba la mật con tự bỏ liền cái đó rồi từ
từ ái bành sắc sanh, đứa đứa khó tâm tự thì đâu có sắc sanh đâu, ngủ một cái nhớ mà đọc đọc thêm ba la mật cái chỗ con nguyện trường sắc sanh hành từ ái ba la mật để giữ được cái giới ba la mật, giữ giới không sắc sanh là như thế. Từ ái ba la mật là Bồ Tát. Anh không mua đồ lắm. Dạ, chưa. Rồi, có tên quyền tiếp đây xem có được rồi. Sư sợ nó bị ba le đó. Chịu chưa? Hiểu không? Nên quý tử phải có cái con đường đó đi. Thì quý tử lấy nó là ba la mật hết. Tối mà trời gầm sập nhà sẽ đè cái nhà cũng ba la mật mình đi. Đi trong ba. Hơn là đi cái thiện. Thưa sư, con đi về con để cộng thêm là từ ái ba la mật. Giờ đừng 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 nữa, đừng lên nữa thì chỉ hết bây giờ đó. Rồi chưa nghe, rồi chưa nghe thấy không? Hiểu chưa? Cộng để thêm thì phải. Nguyện giới chỉ giới ba la mật. Mỗi giới mỗi cái ba la mật. Cái tự nghe kịp không? Chưa? Từ sắc sanh thành từ ái ba la mật. Và chọn cách cái tự làm cái gì? Là gì? Chỉ nguyện ba la mật, tinh tấn ba la mật, từ sát xa chậm cấp. Ta hạnh, cứ tự sống trong là gì? Hành xả ba la mật và ly dục ba la mật. Ta nghe kịp không? Rồi chậm cấp, vâng nè, chậm cấp, vâng, hay nói dối, đúng không? Cái dối nói dối là cứ tự sống trong là gì? Tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật, thấy chưa? Tinh tấn ba la mật, chỉ nguyện ba la mật. Thấy chưa? Rồi. Với chân thật ba la mật. Chân thật ba la mật và cả. Rồi chưa? Chân thật. Rồi chưa? Rồi, rồi không dễ vô ủ và chắc sai, chỉ tuệ ba la mật. Tức bực ba nhưng ba la mật rồi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hành được ba la mật được chưa? Mấy cái? Mấy cái rồi. Trí nguyện nó sẽ là trí nguyện liên tâm của trí tuệ thì cái tài giả mà ly dục của hành xã ly dục hành xã ly dục sao rồi trí nguyện sao sao hả trí nguyện sao thì trí nguyện gì tổng cấp là trí nguyện trí nguyện và chân thật thấy chưa rồi thấy chưa như vậy thì những cái lúc mà cái tự đi về bằng đêm á là cái tự nguyện được ba chứ ba lăm mặt cái tự nói cho xin nghe bằng đêm cái tự hành được ba chứ ba lăm mặt mười ba lăm mặt trọn trọn vẹn trước khi cái tự đi ngủ cái tự hành được mười ba lăm mặt sáng cái tự hành là ba lăm mặt của mình của nguyện cái chuyện nghe kịp chưa chú thành nắm được không đang ngồi lẫn lự đang ghiêm được hả chú thành cô phía đọc cho chú Thành nghe chú Thành chưa chưa được tiên là sắp xong vậy à, chưa em cứ tự phải hiểu chưa nguyện trước khi mà con đêm đi ngủ hiểu không chị Thành bạn anh Liên qua mấy vị đằng sau cái hiểu sắc không sắc xanh. Hiểu chưa hiểu được những khi để hành nguyện ba la mật từ ái ba la mật từ ái ba hiểu mà không có sắc xanh rồi đem cứ tự làm cái đó không sắc xanh được lấy lại đồng cấp lễ xã được lấy lại chậm cấp thì là trí nguyện với chân thật cái gì mỗi đêm cấp là trí nguyện chân thật là ba la mật không sắc sanh tự bổ túc là ba la mật là hạnh tự ái thôi như vậy có hạnh tự ái không trở thành là bổ túc ly dụng cái xà ly dụng cái hành xả rồi nói dối tinh tấn chân thật tinh tấn là trí nguyện chậm cấp đi chốt trí tuệ là không cấp chậm cấp là tỉnh táo chỗ chốt là trí tuệ sáng trí chốt là trí tuệ phải chưa trí tuệ rồi rồi cái chốt là dễ vũ phụ chắc sai là trí tuệ trí tuệ ba la cấp là hiểu xả trí tuệ ba la mật con lập lại cho này không sát sanh thì từ ái ba la mật còn con trọng cấp là trí nguyện với chân thật ba la mật còn tà dâm thì ly dục hành xả ba la mật rồi nói dối thì tinh tấn rồi là uống rượu cái sai là trí tuệ ba la mật vậy là con đủ rồi nữa tôi sẽ in này tôi cho hết quý vị này cái này tôi sẽ cho mà đều đã lại in thêm ba la mật nữa và tuần chưa buổi tối cái tự loại nguyện lại tâm quy định giới và cái ba la mật
Cái chưa? Rõ hả? Vậy thì ở đây chúng ta thấy xưa ta làm việc thiện, nay ta làm việc thiện thì ba đó. Và như vậy thì như một Bồ Tát đang hành ba la mật trong cuộc đời rồi phục vụ việc thiện. Một vị Bồ Tát đang hành ba la mật trong cuộc đời họ đang trải qua phục vụ đang làm việc thiện. Ta nghe kẹp à? Còn khi mà quý tử sẽ thấy quý tử tách ra, khi này ta làm việc thiện có khi ta mới làm việc ba la mật, có khi ta làm việc ba la mật thì ta không nghĩ ta đang làm việc thiện, ta đang làm việc ba la mật ta mới giải thoát mà. Tại vì thiện nó sẽ cho cái phước báo hữu lậu, ba la mật sẽ cho phước báo vô lậu. Do đó quý tử bị sàng ra hai loại, chỗ nào quý tử có lậu, chỗ nào mà vô lậu, chỗ nào là hữu lậu, quý tử không có. Thì từ lúc đó quý tử mắc nhiều cơ hội. Cho tự nghe kịp không? Cái đó, khi mình mới biết được đó, mình làm lại 2 chứ 1. Mà khi nào 2 chứ 1 dễ làm nhất là khi trước khi đi vào, đi vào nhà ngủ nha. Chứ đừng ngủ không biển nha. Thì giờ mình thấy là ngủ còn nghe cắt được đó. Thì sẽ phải ngủ hết thì cho gọi đi. Ngủ còn nghe cắt được thì sợ được ba la mặt. Ngủ mà cắt được thì sợ đứt qua là mặt, thì mình phải nguyện trước, hay là đừng có nguyện trong lúc ngủ, tại nguyện trong lúc ngủ không giữ được nó đứt nữa. Ta nghe kịp không? Rồi chưa? Ta nghĩ tại đây. Mình nghĩ ha, hiện nay chúng ta có đủ hết à, diệt thiện ha, đủ đi ha. Thì có diệt thiện ha, thì có ba la mặt hết ha, rồi có tư hành được không? Vừa hiệp thế mà vừa siêu thế. Vừa hiệp thế, vừa siêu thế, vừa tục đế, vừa chân đế, nó hết luôn. Mà không có ma le đâu nha. Cái này là... Đạo quả phước báo này. Xin nguyện làm nhân. Đến đạo quả Niết Bàn. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Đến tất cả chư thiên. Vua trời đế thích. Các ngài tứ đại thiên vương. Các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tam tự này. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên quan hỷ. Quan hỷ với quả phước báo này. Được tăng phúc tăng thọ. Trong cảnh quả trời như nguyện. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Đến cửu quyền thất tổ. Nội ngoại hai bên. Ông bà cha mẹ. Của chúng con đã quá vãng. Xin hoan hỷ với quả phước báo này. Được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính. Chia quả phước báo này. Đến thân bằng quyến thuộc. Của chúng con còn đang tại tiền. Xin được tai qua nạn khỏi. Tập bệnh tiêu trừ. Tâm thường an lạc. Tăng phúc tăng thọ. Hướng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Đến chư diêm vương. Đến tất cả chúng sanh. Trong ba giới bốn loài. Và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thảy chư thiên hư trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều lòng vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng hội các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai
được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền. Có thể biết chúng độ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh thủ tượng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, lầm trời vô tướng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng nhân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chung đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được thầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lành chung, hướng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mang trường. Xin thâu phước báo cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Do sự phước